hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần à, vào mỗi buổi tối thứ sáu trên kênh chứng khoán chiến binh đơn từng có sóng và như thường lệ bản tin của chúng ta à, sẽ có các phần chính như sau phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng view lại danh mục à, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản gồm các mã cổ phiếu ngành trụ à, sau đó thì chúng ta đi phân tích một số các cái nhóm ngành chuyên biệt ví dụ như nhóm ngành thép nhóm ngành uh, dầu khí uh, nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành uh, chứng khoán Uh, phân đạm cảng biển dệt may và một số các mã cổ phiếu penny. Uh, phần thứ hai thì hôm nay cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi uh, view lại cái kịch bản tuần uh, chúng ta đã phân tích trên bản tin tuần video số 122 uh, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài uh, những cái nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới. Uh, và nội dung của chúng ta thì sẽ có ba phần chính như vậy. Thì các anh chị của chúng ta cũng thấy rằng trong tuần vừa qua là một tuần mà thị trường chúng ta tiếp tục gặp những cái khó khăn nhất định ở trên thị trường Và gần như thì thị trường của chúng ta cũng không có những cái cơ hội để chúng ta đảo hàng T0 và, và một cái nhịp chỉnh giảm của index từ vùng 1530 điểm ở đỉnh và đến thời điểm hiện tại là đã có thời điểm index của chúng ta chạm gần mốc 1350 điểm Như vậy là một cái mức chỉnh giảm rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua À, cùng với những cái câu chuyện là thị trường xuất hiện thêm à, các cái à, tin bắt bớ à, đó ví dụ như là bắt à, giám đốc của công ty chứng khoán trí à, việt à đó à, rồi bắt à, anh nhân đúng không à, bên cái họ gì đấy lu liếc gì đó, đó vậy như vậy thì à, thị trường cũng sẽ đón nhận những cái thông tin à, ngắn hạn tức là về mặt về mặt ngắn hạn cứ bắt bớ là khó cái đấy thế còn lại cái câu chuyện là làm cho thị trường trong sạch hay là một cái góc độ trung hạn thì chúng ta chưa nói nhưng uh, chúng ta thấy rằng trong góc độ thời gian vừa qua mã cổ phiếu tốt cũng như mã cổ phiếu penny cũng như mã cổ phiếu đầu cơ thì ông nhận diện thấy là gần như là uh, đã mất đến khoảng tầm độ 40 đến 50% thị giá thậm chí có những mã cổ phiếu là đã mất đến khoảng tầm 60 đến 70 phần trăm tỷ giá so với cái thời điểm mà chúng ta chưa có các cái uh, từ cái thời điểm mà nói chung là họ flc anh quyết bị lên đường thì từ thời điểm đó là thị trường của chúng ta rất là xấu và uh, như vậy thì uh, hiện tại thì tâm lý một số các anh chị em của chúng ta cũng đang khá là hoang mang thì cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán không những cái nhịp chỉnh giảm như thế này không phải là đã tức là trong quá khứ chúng ta đã từng đối diện rồi chỉ trừ một số các anh chị mới tham gia thị trường thôi thì chúng ta mới cảm thấy sốc còn lại những anh chị em mà đã tham gia thị trường khoảng tầm từ 3 đến 5 năm thì chúng ta đã thấy đã khá là quen và cái câu chuyện ở đây Hùng muốn chia sẻ lại đó là gì để tồn tại và chúng ta sinh tồn được ở trên thị trường thì cái cái cơ cốt lõi ấy là không phải là chúng ta luôn luôn phân tích đúng cổ phiếu bởi vì không ai có thể phân tích được 10 cổ phiếu mà đúng cả 10 các anh chị chúng ta không thể phân tích được như thế và thị trường cũng như vậy chúng ta chỉ dự báo được một phần nào đó thôi nhưng cái điều quan trọng nhất để chúng ta sinh tồn được đó là gì đó là quản lý cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta tức là quản lý tỷ lệ mặc quản lý tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu khi thị trường của chúng ta chạm vùng kháng cự khi thị trường của chúng ta chạm vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ làm gì và các anh chị nhớ rằng đây các anh chị có thể uh, uh, có xem lại cái bản tin tuần video số 2210 không? đúng không ạ khi mà thị trường index VN30 công vùng kháng cự 1550 đến vùng 1560 Ok các anh chị ở vùng đó thì ông Lê đã có những cái cảnh báo rằng chúng ta phải chốt những cái danh mục đầu tư của chúng ta chúng ta hạn chế mua đuổi đó và tại cái thời điểm index chạm vùng 1530 điểm đấy là những cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường và chúng ta vui lòng quay ngược về thời gian uh, tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 4 để các anh chị xem lại những cái mà Hùng Nghe đã có những cái cảnh báo sớm cho các anh chị đó để chúng ta biết được cái tình hình thị trường nó đang ở cái góc độ như nào thế còn đến thời điểm hiện tại thì đúng là quá là khó khăn các anh chị ba tuần vừa qua cực kỳ khó khăn đối với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thì chúng ta vẫn phải đi qua. Còn đối với những cái tài khoản những anh chị em mà chúng ta buông súng, tức là chúng ta thất bại và chúng ta sẽ ao ra khỏi thị trường chứng khoán, thì trên thực tế có rất nhiều nhà đầu tư đã ao ra khỏi chiến trường này. đó. Vậy thì để không ao ra khỏi chiến trường này, thì chúng ta cần phải uh, nhận diện được những cái vùng kháng cự mạnh, vùng hỗ trợ mạnh, rồi uh, khi nào thì chúng ta nên mua full mặc khi nào thì chúng ta nên uh, bán bớt cổ phiếu đi và chúng ta duy trì một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu ví dụ như 70 trên 30 hoặc là 50 trên 50 hoặc là là 30 trên 70 ở những cái thời điểm khác nhau của thị trường. Thì những cái việc đó là chúng ta làm được, còn cái việc mà để phân tích đúng rằng 100% về thị trường 100% cổ phiếu thì chúng ta sẽ không làm được. Đó, thì mình có một vài ý chia sẻ như vậy. À, rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần việc chính của chúng ta Đó là đánh giá về mặt à, các cái mã cổ phiếu Thì à, hiện tại họ vick trong tuần vừa qua gần như vick chủ yếu là đi ngang các anh chị Đi ngang thôi Và vùng 76 đến vùng 77 sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo của mã cổ phiếu này à, Vinhome thì thực sự là xấu rồi Khi mà cổ phiếu các anh chị lưu ý Một cái nguyên lý rất cơ bản là khi cổ phiếu phá vùng hỗ trợ cao Thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp. Trong bản tin tuần ông có nói đến khi mà nó phá vỡ vùng 70 thì à, đầu tiên là nó phá vỡ vùng ở đây trên này trước phá vỡ vùng 73.5 thì cổ phiếu sẽ đi về vùng 70 phá vỡ vùng 70 thì nó sẽ đi về đâu ạ Nó sẽ đi về vùng 65 phá vỡ vùng 65 thì chúng ta lại tiếp tục đi về vùng uh, uh, 60 ở đây và như vậy thì uh, xu hướng hiện tại uh, về mặt kỹ thuật Vinhome uh, Vinhome thì chúng ta thấy rằng ở hiện tại thì xu hướng của Vinhome đang có những cái nhịp ở quanh vùng 64 đi nhưng mà khả năng thì Ngùng đánh giá rằng là cái vùng 64 này khả năng là khó và tuần tới thì nó sẽ đánh giá thêm và trong trường hợp nếu như Vinhome bị thủng vùng 64 thì chắc chắn là sẽ hạ độ cao xuống khoảng quanh vùng 60 uh, VRE trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó đi ở trong biên kỹ thuật của nó là 30.5 đến vùng 31 ở đây có một cái râu nến khá là dài này thì không biết là cái này là nến thật hay là nến đều về mặt góc độ kỹ thuật thì tuần tới chúng ta vẫn sẽ tiếp tục uh, quan sát và đánh giá uh, xu hướng kỹ thuật của nó quanh vùng này và sâu hơn thì có thể đánh giá ở quanh vùng 30 đấy là các vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn. Ừ, uh, Vinamilk bò sữa thì bây giờ hiện tại là nhìn chung là vẫn đang ốm yếu lắm, sau một cái nhịp long rất là mạnh đây hoành tráng và nó sẽ quay lại trả hết ở đây. Uh, vùng nền trả hết của cổ phiếu này ở quanh vùng 75 đến khoảng vùng 76 tiếp tục đánh giá thêm. Ờ, nhóm ngành hàng không VDC à, chúng ta thấy rằng là nó cũng đang khá là khó khăn đúng không ạ Trong tuần vừa qua chủ đạo thì VDC đã có một cái lực bật ở đây à, Tương đối là mạnh và à, Nó đang có xu hướng quay lại test cung kỹ thuật ở vùng 134 đến khoảng 135 Nhìn chung thì tuần tới khả năng là sẽ test lại ở vùng này Ở cổ phiếu HVN thì anh chị lưu ý là HVN thì chúng ta có 2 năm bị lỗ rồi Năm 2020 và năm 2021 Đấy là 2 năm chắc chắn lỗ thế Còn năm 2022 thì chúng ta sẽ chờ thêm Ờ, nhưng mà trên các độ kỹ thuật ngắn hạn như vậy là cũng là phát đi những cái tín hiệu tương đối là xấu Ở ờ, Trong tuần vừa qua thì HVN chủ đạo giao dịch ở quanh vùng 22.5 Và cái biên này thì đang có xu hướng bị mất đi ờ, Nhìn cái tín hiệu uh, giao dịch như này thì tuần tới sẽ có thể hạ về vùng 21 hoặc thậm chí sâu hơn là vùng 20.5 Soprom Kiên Giang SKG trong tuần vừa qua đã có một cái lực phục hồi kỹ thuật T cộng ở đây Sau khi mà nó đi Uh, được khoảng tầm 4 phiên uh, quanh vùng 18, 18.5 không bị phá vỡ và cái lực phục hồi T cộng này thì được xem tạm gọi được xem là tốt uh, Bởi vì sao? Bởi vì trong tuần vừa qua các anh chị có thể nhìn thấy rằng gần như là cổ phiếu chỉ có cắm đầu thôi Ít có những mã cổ phiếu mà có thể hồi phục được đủ T1 đến T2 uh, Còn đối với SuperDome Kiên Giang nếu nhìn như thế này là cổ phiếu hồi phục được đến T0, T1, T2 Như vậy hồi phục đến T2, đến T3 hôm nay thì mới chỉnh một tí À, ngắn hạn trên góc độ kỹ thuật thì um, tuần tới sẽ đánh giá ở vùng 18.7 khả năng sẽ chỉnh cung về quanh đây. Vùng này mà không bị phá vỡ và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định uh, thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt tiếp ở đây để chúng ta tìm kiếm một cái nhịp hồi phục kỹ thuật của nó có thể lên uh, đạt lại ở vùng 22 lại quay quay đầu và chúng ta sẽ bán đi. Uh, giai đoạn hiện tại là uh, tập trung để uh, chém cá để T0 và để đảo hàng. Đó, mục tiêu là như vậy. Uh, TCT thì nhìn chung ở đây có vùng mục kháng cự 46 đây thì nên bán thôi chứ còn uh, về ngắn hạn thì chúng ta cũng không có thêm các cái khuyến nghị ở uh, mua đối với mã cổ phiếu TCT nữa. Uh, cổ phiếu VTD, uh, VTD như vậy là VTD uh, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích kỹ thuật ở đây thì chúng ta đã đưa được cái target gần như là gần khá là mắc ở quanh vùng 27 đây. Uh, sau đó thì uh, em này chỉnh cung, uh, chỉnh cung thì nó chỉnh về uh, vùng kỹ thuật ở đây là vùng 23.5. 23.5 xong đó vùng 23.5 bị không giữ được thì chúng ta có nói đến vùng 22 và trong tuần vừa qua thì vùng 22 bị phá à, khi cổ vùng 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 hỗ trợ cao bị phá thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp và vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu này đó là vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 trên các độ kỹ thuật thì đây nó mới chỉ có được hai cây thôi đó, chỉ có hai cái nền test về đây như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá xem ở cái vùng này cổ phiếu có tích lũy được không trong trường hợp mà cổ phiếu bị phá vùng 18 thì xu hướng tiếp theo nó lại về lại vùng 15 đó cái câu chuyện là chúng ta đừng có cố gắng uh, phán đoán ở đây là đáy ở đâu là đáy đó chỉ có khi mà cổ phiếu tạo đáy xong tạo nền xong thì khi đó chúng ta mới nhìn thấy đáy thôi chứ đừng có cố gắng bảo là a à, 22 là đáy rồi không phải các anh chị đó hoặc là chúng ta vào ờ à, không ở đây là đáy rồi không phải không phải không phải đâu nha đó và chúng ta cứ phán đoán như vậy là chúng ta cứ lao vào bắt bắt và không có đủ tiền để mà bắt cho đến lúc mà cổ phiếu thực sự tạo đáy đó anh chị lưu ý như vậy à, đối với man san chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 118 đến vùng 120 ở đây và khả năng tuần tới thì man san cũng sẽ có những cái lực hồi phục ở ngắn hạn vùng kháng cự ngắn ở đây vùng 130 chúng ta lưu ý rồi, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã à, nhóm ngành của gọi là nhóm ngành bảo hiểm đi, anh chị. Vừa có trụ của bảo hiểm, đúng không ạ? À, thì phải nói rằng trong giai đoạn vừa qua, nhóm ngành bảo hiểm cũng là một nhóm ngành rất tốt và nó tốt hơn hết so với những mã cổ phiếu khác ở trên thị trường. À, Bvh trong tuần vừa qua thì nó cũng đã chính thức đạt được cái mark target của chúng ta đề cập ở đây vùng 70 và sau đó thì nó đang có những nhịp chỉnh cung. À, thì về mặt lý thuyết là khi chạm vùng 70 thì cổ phiếu Bvh có thể chỉnh cung về vùng nào? thì trên góc độ kỹ thuật là chúng ta có thể cho phép vùng 62 hai, vùng 63 thậm chí ở điểm sâu hơn thì BPH có thể chỉnh cung về quanh vùng 60. Đó là những cái vùng chỉnh cung được xem là hợp lý. Các anh chị, khi mà nó 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 đạt được cái mark target ở 70 thì đây sẽ là những cái vùng trả cung hợp lý. Như vậy thì sang tuần tới, sang tuần tới thì uh, chúng ta điểm mua mới thì cũng không có khuyến nghị bởi vì BPH đồng đã có những cái phân tích khá là 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 sâu như thế này. Còn các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể gom ở vùng này và phục hồi kỹ thuật lên thì chúng ta sẽ bán bớt. Đó ví dụ như vậy. Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta trading trong những cái hoàn cảnh mà thị trường uh, gặp khó khăn. Uh, cổ phiếu BMI uh, nó đang uh, uh, gọi là nó đang sai xu thế, đã uh, sai sai xu hướng đúng không? ở uh, trong tuần vừa qua thì BMI cũng đã có những cái nhịp uh, test lại cung và nó đã test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 38. Tuy nhiên vùng này đã bị phá vỡ và khi vùng 38 bị phá thì đương nhiên rồi, chúng ta cần phải về cái vùng 34 đến vùng 35. năm ngắn hạn thì BMI cũng đã có hai cây, hai cây nến ở đây. Hai cây nến ở đây. test ở vùng 35 tương đối là ok với cái lực test này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng sang tuần tới thì BMI sẽ có khả năng xây nền được ở quanh vùng 34.5 ở vùng 35 ở đây thì các tài khoản mà cầm ấy, chúng ta kẹp lại hoặc là chúng ta mua phải ở trên này thì chúng ta cũng sẽ canh ở vùng này để chúng ta mua và chúng ta có thể thực hiện các thao tác đảo hàng ở trong trong phiên tức là gọi là đảo hàng trong tay không ở cổ phiếu MIG cũng đang khá là hay MIG đang khá là hay lực cầu lực bắt thì hiện tại đang khá là tốt ở trong tuần vừa qua thì MIG đã có những cái phiên test tương đối sâu 27.2 27.3 và vùng 28 ở đây như vậy là cũng khá là hợp lý và với MG thì chúng ta cũng có thể cầm để chúng ta gom tích lũy thêm quan điểm kỹ thuật là như vậy nhìn về mặt xu hướng thì khả năng MG cũng sẽ tiếp tục có một cái hành trình đánh tiếp theo còn trong tuần này thì MG đã chính thức đạt được cái target thiết kế đó là 32 trên 32 cái việc mà MG có đánh lên được vùng 35 hay không thì chúng ta phụ thuộc vào câu chuyện là tuần tới MG sẽ tích lũy như thế nào ở biên 27.5 đến khoảng vùng 28 ở đây đấy là mấu chốt vấn đề Nhóm ngành bán lẻ sau một cái thời gian tăng rất là tốt Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì nhóm ngành bán lẻ cũng đã bị chốt Đã bị chốt tương đối mạnh Về mặt uh, PNG PNG là uh, target mà chúng ta xây ở đây Gần như là target 120 trên 120.5 Là đã đạt tuyệt đối rồi Và chúng ta đang mớm mớm lên vùng 125 đến khoảng vùng 127 ở đây uh, Tuy nhiên là uh, trong tuần thì nó chỉ lên được đến vùng 124 uh, Và nó đang có dấu hiệu bị chốt đây là những cái lực chốt và phiên ngày hôm nay thì lực chốt của PNG đang rất là mạnh à với lực chốt này thì sang tuần tới chắc chắn là PNG sẽ quay trở lại đây có rút chân lên nhưng việc rút chân này là nó là chỉ là một cái cây nến mang tính kỹ thuật thôi còn sang tuần tới thì cái vùng 110 112 khả năng PNG sẽ tiếp tục quay về test ở vùng này trong trường hợp nếu như nó vẫn ngồi ở trên vùng 110 thì là được Uh, nhưng nếu có một cây nến đỏ và nó phá vỡ vùng 110 thì đấy là một tín hiệu phát đi một tín hiệu xấu của PNG và rất có thể là PNG sẽ tiếp tục chỉnh giảm sau cây nến này. Đó là một cái tín hiệu cảnh báo để giúp cho chúng ta uh, nhận diện những cái uh, trạng thái nguy hiểm của cổ phiếu, đúng không anh chị? Uh, cổ phiếu MVDG trong phiên ngày hôm nay thì MVDG cũng đã có một cái râu nến rất là dài. Uh, trong phiên thì hình như có 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 giá sàn hay sao? Cũng rõ lắm nhưng mà nó đã chỉnh rất là mạnh. À, thì đối với MVDG chúng ta đã xây được một cái target cũng gần như là tuyệt đối rồi Là 160 trên 160 và nó đang chỉnh cung Thì trên góc độ kỹ thuật khi MVDG chạm cái vùng 160 thì nó có thể chỉnh cung Về quanh vùng 152 đến 153 cũng là vùng hợp lý Hoặc thậm chí sâu hơn thì nó có thể quay trở lại vùng 145 ở đây nó test cung kỹ thuật ở đây Uh, tích lũy ổn định ở đây rồi sau đó thì nó có thể có một cái lực phục hồi ở bên này thì cái câu chuyện đó thì chúng ta cần phải chờ để chúng ta đánh giá thêm. Đó chứ chúng ta cũng chưa uh, chưa 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 <laughs> chưa nói sớm được. Uh, bởi vì để có một cái lực phục hồi ở đây thì cái cái vùng 145 này thì mới lúc giờ phải có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, xác nhận để chúng ta đánh giá Uh, cổ phiếu PET ở trong tuần vừa qua khi mà PET cũng đã có những cái điểm test lại 57.5 và nó đã có một cái lực phục hồi đây các anh chị và lực phục hồi này thì dự kiến là chạm về khoảng vùng 65 trên thực tế thì nó khỏe hơn nó chạm được về vùng 68 tám uh, trên góc độ kỹ thuật và, khi chạm đến vùng này thì khả năng lực chốt đây các anh chị đó, đó lực chốt nó đi đến đây đó tức là đây là một cái nhịp sóng hồi và cái nhịp sóng hồi này nó sẽ hồi rất nhanh và sau đó nó sẽ bị chốt tiếp Uh, nhìn uh, những cái râu nến quay ngược uh, lên đây các anh chị có ba cái nến này khá là giống nhau đúng không ạ uh, xếp gần nhau như vậy nó thể, cũng thể hiện một cái xu hướng của pet là khá là xấu uh, và đóng cửa thường ở giá thấp nhất ở trong phiên đó là giá sàn thì với xu hướng này uh, sang tuần tới pet sẽ có ở vùng 47.5 và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này của pet uh, dgvk hiện tại thì các anh chị cũng đang uh, cả khá là quan tâm đến cái xu hướng của kỹ thuật. Thì đối với Dew có nói đến cái vùng hỗ trợ à, vùng kháng cự 150 này đấy là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Ở trong tuần thì nó đã có những cái thời điểm bật lên được lên khoảng vùng 160. À, tuy nhiên phiên kết tuần thì nó đang lùi lại à, lùi lại ở quanh 140. Như vậy thì trong ngắn hạn Dew sẽ có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng 140. ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 140 và điểm sâu hơn của nó ở đây là vùng 130, khả năng nó sẽ chỉnh cung ở quanh cái vùng này. Ở trong trường hợp nếu mà nó không bị phá vỡ những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì tạm tạm coi là ok còn trong trường hợp mà nó bị phá uh, phá vùng 120 ở đây chẳng hạn đó ví dụ như thế tức là nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc mà nó bị phá như này đó thì đấy là một cái tín hiệu uh, phát đi một cái tín hiệu cảnh báo tương đối xấu của uh, DG World và chúng ta cần phải hành động rồi ở bây giờ thì hùng sẽ chuyển sang phân tích cho các anh chị một cái nhóm ngành cũng rất là quan trọng đó là nhóm ngành thép đúng không ạ cũng là một cái nhóm ngành mà uh, rất nhiều những anh chị em của chúng ta quan tâm và theo dõi và đây cũng là một cái nhóm ngành khá là cơ bản uh, thì chúng ta cũng uh, nhìn thấy rằng đây uh, hùng đã có mô phỏng một cái quy trình uh, một cái quy trình sóng hồi thì quy, quy trình sóng hồi đối với Hòa phát các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ lồng đã đưa được lên target 51.5 đến khoảng vùng 52 Và về mắc đến đây là thôi không xây được nữa Đó và bắt đầu từ đây nó chỉnh này Rồi những cái sóng dập dìu và bây giờ là nó đang có xu hướng một cái sóng chỉnh xuống Đó rồi ok à, Thì sóng chỉnh xuống ở đây à, chúng ta đang nói đến à, vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của em này Ở quanh vùng 42 ở đây hỗ trợ đây 42 Vậy thì đây nó cũng đang có những cái cây nến Uh, mang tính về mặt kỹ thuật là đẹp đó, về mặt kỹ thuật đẹp uh, vấn đề về thị trường chung thôi quan trọng nhất là thị trường chung thôi và uh, về mặt nến kỹ thuật như này là đẹp rồi thì khả năng ở đây nó sẽ có một cái nến sóng hồi ở đây cái sóng hồi này thì chưa thể đánh giá được là nó mạnh lên đến đâu nhưng nếu mà khỏe thì nó lên được đến đâu đó khoảng quanh vùng 45.5 vùng sáu. rồi sau đó nó lại uh, nó lạp rũ kiểu này Tức là cái vùng hội tụ kỹ thuật mà chúng ta mô phỏng một cái sóng chỉnh xuống thì khả năng đâu đó nó ở khoảng vùng 37 đến khoảng vùng 38 ở đây thì về đến cái vùng này là khả năng là cái vùng mà bắt bắt đáy để chúng ta đánh một cái sóng hồi đây thì khả năng hợp lý đối với Hòa Phát. cổ phiếu Hoa Sen ASG thì trong tuần chúng ta cũng đã có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 30. Ờ, nó đã có những thời điểm phá vỡ vùng 30 nhưng mà nó rút chân gọi là liều tìu ở đây nó liều tìu ở đây nó lia lên lia xuống ở đây thì trên góc độ kỹ thuật là đường mát thì đang có vẻ là chuẩn bị có những cái dấu hiệu uh, phục hồi kỹ thuật trở lại như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu kỹ thuật của hoa sen ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 khả năng thì ở đây nó sẽ có một cái lực bật t lực bật t ở đây đó lực bật t ở đây thì chúng ta phải đánh giá thêm còn trong trường hợp một thủng 28.5 thì quả này thì đi về 26 thôi. thậm chí là vùng 25 cơ chứ không phải là vùng 26 Nếu trong trường hợp một thủng 28.5 thì khả quan là sẽ đi về vùng 25 đó vậy thì chúng ta sẽ cũng phải rất cẩn thận trong cái thời điểm này à, chúng ta bắt thì chúng ta bắt chậm chậm thôi đó à, cổ phiếu Nam Kim à, chúng ta còn nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim ở trong tuần đó là vùng 37 à, nó có hai cây nến hai cây nến thọc về quanh vùng 37 và có rút chân lên à, Tuy nhiên trên các đội kỹ thuật thì tuần tới Uh, biên 36 đến biên 37 khả năng là nam kim sẽ còn uh, đi ở trong cái biên này trong trường hợp mà không bị thủng và lực cầu tiếp tục bắt trở lại khoảng tầm trên 10 triệu thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái sóng hồi ở đây uh, tuy nhiên nếu như mà lực uh, sọt tiếp tục mạnh và nó bị mất vùng 36 thì chúng ta phải tính toán phải tính toán đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh vùng 31 đến khoảng vùng 32 uh, đó như vậy là tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu thì chúng ta phải phải theo dõi hàng ngày các anh chị nhá ngày cổ phiếu TVN, TVN trong tuần thì nó cũng đã bị thủng vùng 13 và cái câu chuyện là khi vùng 13 bị thủng thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có uh, tính toán đến vùng hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 11 đến vùng 11.4 uh, và hai phiên này thì nó cũng đang cõng uh, gọi là đang gồng gánh nhau, gồng gánh nhau ở điểm này. Tuy nhiên là uh, trên góc độ kỹ thuật thì khả năng sang tuần tới uh, TVN sẽ còn phải có thêm những cái phiên test lại ở quanh biên 11.4 Ờ, cổ phiếu tên TLH T, ở đây rồi thì đối với TLH các anh chị có thể lật ngược lại những cái bản tin tuần mà chúng ta đã đề cập từ vùng 19 cho 4 sau đó chúng ta đề cập đến vùng 18 18 thùng thì chúng ta nói đến vùng 16 16 thùng thì chúng ta nói đến đâu ạ 16 thùng thì chúng ta nói đến vùng 13 4 đến vùng 14 ờ, nhìn có hai phiên hai phiên thì nó đang đang giao dịch này thì cũng về cơ bản là tạm ổn Đó tạm ổn Ờ, thì tuần tới khả năng là nó cũng sẽ có những cái phiên bát bật ở quanh cái vùng này và nó sẽ xuất hiện một cái sóng hồi đây sóng hồi này mà khỏe thì về được khoảng quanh vùng 15 năm đến khoảng vùng 16 sáu ờ, cơ bản về đến vùng này thì nó lại phải chỉnh cung nó lại chỉnh cung để nó test lại đó nó test lại cái đáy này xem thử là có thủng không đó, không thủng thì thì nó lại có một cái lực bật kiểu xây 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 ngang như này ờ, nhưng mà có những cái trường hợp mà khi sau khi mà test lại cái đáy này và nó test không thành công các anh chị Uh, nó test không thành công và nó bị một cây nến đỏ đặc nó đè như này. Thì như vậy là chúng ta lại phải dò tìm uh, thêm các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở dưới này. Thì uh, chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây đây các anh chị, đây cũng là một cái mẫu hình rất là cơ bản này, đúng không ạ? Nó hồi lên. Ok, sau khi đây là một cái điểm uh, nó chỉnh xuống đúng không các anh chị? Nó chỉnh này. Và nó xuất hiện một sóng hồi và sóng hồi này thì nó về hồi về 21 và sau khi hồi xong thì nó quay trở lại nó test lại biên ở đây 19.4 đến 19 58 và cái cây nến này cây nến này chính là cây nến gọi là hủy diệt đó cây nến này chính là cây nến hủy diệt chính là cây nến đây cây nến hủy diệt đây các anh chị đó và khi cái cây nến hủy diệt này xuất hiện thì chúng ta bắt buộc nếu như chúng ta đang cầm cổ phiếu thì chúng ta phải 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 tính toán chứ còn ôm lại thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗ đúng không ạ đó vậy thì đây có 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 trang một cây nến hủy diệt ở đây hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm đó, cây nến hủy diệt này mà xuất hiện thì chắc chắn rằng là không có gì phải bàn cãi cả, không có gì phải bàn cãi cả. Về 10. Đó. Sẽ về 10 nếu như trong trường hợp mà em này phá vùng 13 13.4 thì chắc chắn sẽ về 10. Đó, thì cái câu chuyện là chúng ta không thể ngăn cản được cái câu chuyện là ờ nó nó thủng 13.4 rồi chúng ta bảo ờ ông ơi đừng có đi nữa, đừng có đừng có xuống nữa, không có. Nó sẽ xuống, không ai cản được hết á. Đó. đó và chỉ có khi nào mà cả thị trường và khi nào cái cái tính tạo lập của cổ phiếu này nó thay đổi những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và có những cái lực cầu bạn bắt, bắt bật ban bật trở lại đây thì đấy mới là lúc mà chúng ta mới có thể uh, bắt ngược uh, bắt xu hướng lại cổ phiếu Đó, trong quá trình chúng ta đầu tư uh, thì nhìn chung nhóm thép ở trong tuần tới thì nó cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến và chúng ta sẽ chờ thêm các cái phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta sẽ uh, đánh giá đá thêm À, về mặt uh, chúng ta sẽ phân tích uh, một cái nhóm ngành tiếp theo nó cũng là một cái nhóm ngành rất là căn bản ở trên thị trường đó là nhóm cổ phiếu ngành P uh, thì hiện tại là VTI đang uh, hồi phục lên được đến đây rồi vùng trăm mười rồi và xu hướng này thì nó đang chỉnh giảm xuống uh, thì có một cái thông tin là hiện tại thì uh, Venezuela và một số hình như là một số các quốc gia khác thì cũng cũng đang bơm lượng dầu ra À, họ đang bơm lượng dầu ra để gọi là giải tỏa cơn cơn khát của phương Tây thì đâu đó một cái thông tin nó là như vậy thì khả năng đá dầu nó cũng sẽ lình trình thôi. Và nó sẽ quanh vùng 94.5 đến vùng 95 đây, chính vậy nên là nhóm P. Cái nhóm P thì nó lại thường là nó đánh theo 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 xu hướng VGT, chính vậy nên là khi VGT mà chỉnh á thì uh, thường thường là P nó sẽ chỉnh theo. À, đó là một cái điều đáng lưu tâm và đối với thời, điểm, thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu nhóm P như sau thì đối với GAT về cơ bản là nó mang cái tính tạo lập về thị trường thôi ngày hôm nay là tạo lập kéo kéo lo khá là mạnh chính vậy nên là GAT nó tăng này có những thời điểm nó rút về vùng trăm nhưng mà kết phiên thì là vùng trăm mười hai tức là biên biến động trong phiên là mười hai nghìn đồng trên một cổ phiếu nói chung khá là kinh khủng đó khá là kinh khủng đây có những cái nến như vậy GAT luôn có những cái nến như vậy <laughs> Uh, thì chúng ta sẽ khó để chúng ta đánh giá những yếu tố bất thường và chúng ta chỉ đánh giá ở cái yếu tố bình thường đó là gát ở quanh 103 105 đó là vùng hỗ trợ và cái vùng kháng cự của gát ở đây đó là quanh vùng 113.5 đến khoảng 115 uh, PLX như vậy là PLX trong tuần vừa qua thì PLX cũng đã uh, test lại và như Hùng có phân tích hồi nãy đó là gọi là cây nến hủy diệt đó các anh chị đó cây nến hủy diệt sau khi mà nó nhịp hồi và nó quay trở lại test cung thì cái cây nến hủy diệt đấy nó rất là nguy hiểm đó, để nó xác định cái trend cái thuật tiếp theo của cổ phiếu và đây là một cây nến hủy diệt đúng phiên giao dịch của ngày thứ hai nó hủy hủy diệt luôn thì khi một cây nến hủy diệt như này thì làm gì có làm gì có bật ở đây nữa đúng ngay chị nó làm gì có bật nữa đúng không ạ bao giờ nó cũng như vậy nó test lại cái điểm này và đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật rất quan trọng ở trên thị trường đó ví dụ trong trường hợp này thì nó test lại đây là nó không xuất hiện một cái cây nến hủy diệt ở đây và nó lại lo lại được lên đó câu chuyện này và đến đến phiên ngày hôm nay ở đây cũng như vậy nó test lại và nó bật lên đó nó không xuất hiện một cái nến như này nhưng mà ở đây thì xuất hiện cái nến này là hỏng luôn thì uh, sau đó thì thì nó phá luôn này nó phá luôn vùng 51.5 và khi phá luôn vùng 51.5 thì không có con đường nào cả uh, không ai cản được cả là vùng 48 đến vùng 48.5 sẽ phải tính toán ở trong một cái chen uh, phân tích kỹ thuật của Pelix À, nhìn về mặt xu hướng như thế này thì à, tuần tới khả năng là p sẽ có những cái điểm à, test cung ở quanh vùng này và chúng ta sẽ đánh giá thêm à, cổ phiếu pvt à, cũng hoàn toàn tương tự như vậy à, pvt thì trong à, chúng ta đã phân tích một cái nhịp chỉnh giảm và trong à, bản tin tuần thường có nói đến vùng 22.2 đến khoảng vùng 2.5 dự kiến cái vùng này là nó sẽ tích lũy trở lại ổn định để nó có một cái lực bật t cộng ở đây Ờ, tuy nhiên trong tuần vừa qua thì cây nến này cũng chính là cây nến hủy diệt tức là nó đã phá vỡ hết tất cả mọi cái tính yếu tố kỹ thuật ở quanh vùng 22.2 chính vậy nên là à, vùng này nó bị vỡ rồi đúng không ạ nó bị phá vỡ rồi thì không thể có một cái lực hồi nữa và khi vùng đó nó bị phá thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 20.7 đến vùng 21 và cây nến kết tuần ngày hôm nay à, nó cũng phá vỡ luôn cái vùng 20.7 đây thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ Xu hướng về mặt kỹ thuật là nó sẽ đi về vùng 19 đúng không ạ? Vùng 19.3. Không ai cản được cái xu hướng cổ phiếu đang rơi, không ai cản được hết á. Rồi, và về đến vùng này nếu như cái trường hợp mà nó lại xuất hiện tiếp một cái cây nến đỏ đặc dài này nữa nó phá vỡ vùng 19 thì chắc chắn là nó sẽ đi về khả năng sẽ là vùng 16.5. Đó, vậy thì chúng ta đừng 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 cố gắng dự đoán đâu là đáy các anh chị nhé bởi vì chúng ta dự đoán như vậy là Uh, bắt đáy và đáy nó luôn bị thủng đáy nó luôn bị thủng và chúng ta hãy chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật đó tất nhiên là ví dụ như vùng này chúng ta bắt có bắt ở đây thì nó bị sai rồi nó bị sai thì chúng ta phải lấy luôn cái cổ phiếu mà đang sẵn có ở trong tài khoản chúng ta bán đi thôi bởi vì khi mà xuất hiện một cái cây mà nó phá như thế này thì không không thể không không thể bật được nữa anh chị không thể bật được nữa uh, cổ phiếu PVS PVS cũng tương đối là xấu trong tuần vừa qua và gần như thì nó đang rơi tự do À, gần như là hơi tự do à, thì đối với PS ở trong tuần đây là chính là cái điểm mà chúng ta ra bản tin video số 122 các anh chị thì cũng có dự báo hai vùng chỉnh cung một là 30 hai là vùng 28.5 và cái nến của phiên giao dịch ngày thứ tư à, ngày thứ tư chính là một cây nến mà nó kết thúc à, gọi là kết liễu à, tất cả mọi cái nỗ lực à, phục hồi trong ngắn hạn của PBS và khi cây nến này xuất hiện thì thôi là xong cây nến liền sau và các anh chị nhìn thấy cây nến liền sau nữa À, thì với xu hướng hiện tại của PPS như này thì PPS sẽ đi về quanh vùng 22 đến khoảng vùng 2 5 Khả năng nó sẽ có một vài phiên, nó sẽ có một vài phiên để nó tích lũy ở quanh đây à, Trong trường hợp nếu như mà nó không tích lũy được và nó tiếp tục có một cây nến đỏ đặc đè gãy vùng 22 Thì xu hướng nó khá là xấu và chúng ta sẽ dò thêm, tìm thêm ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 à, PVD hình như PVD mà quý 1 nó ra báo cáo lỗ, chính vậy nên là nó cũng bị rơi tự do Uh, còn về mặt kỹ thuật là sau khi đấy nó có một nhịp hồi thì ông có nói đến cái câu chuyện là vùng 30 của PVD nó cũng rất là quan trọng và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì PVD chính thức mất vùng 30 và sau đó thì nó cũng chính thức mất vùng 29 và mất vùng 29 là xong nói chung là mất cái vùng này đây là vùng đệm kỹ thuật mà vùng đệm kỹ thuật của nó bị mất thì coi như là như vậy là cái xu hướng chủ đạo của phiếu nó chỉ là đi xuống thôi ba cây rơi rất mạnh của PVD, gần như nó không có lực lực vớt nữa và phiên ngày hôm nay thì một cái phiên mà lực uh, gọi là uh, cái sự chán nản nó lên đến tột độ và đã có đẩy sàn tầm 15 triệu cổ phiếu uh, thì với với lực này như thế này thì chắc chắn là nó sẽ đi về vùng 22 và khả năng vùng 22 trên góc độ kỹ thuật thì nhìn thấy khả năng là cũng khá là khó để mà giữ lại vùng 22 với một cái lực như thế này À, chúng ta phải tính toán đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của PVD nó nó cứng hơn một tí đó là quanh vùng 17 đến khoảng vùng 18 và các cái tài khoản của chúng ta đang cầm đó thì chúng ta cái chuẩn bị tinh thần xác nhận cái tinh thần là là PVD sẽ còn chỉnh tiếp <laughs> à, cổ phiếu oi các anh chị oi chúng ta thấy oi là như vậy là chúng ta cũng đã phán đoán uh, chúng ta có phán đoán ở vùng 16 và sau đó thì có phán đoán thêm ở vùng 14.7 vùng 15 nhưng cả hai vùng này thì oi đến thời điểm hiện tại nó cũng đã bị phá vỡ hết rồi không được rất khó <laughs> à, thì với việc mà tất nhiên là cái câu chuyện mùng chia sẻ ở đây để chúng ta nói lên ở một cái góc nhìn như thế nào ở à, góc nhìn thứ nhất đó là góc nhìn mà khi chúng ta phân tích một sóng lên thì chúng ta cũng đã dự báo được một cái target của oi ở quanh vùng 21 và từ đây thì chúng ta đang phân tích một cái sóng chỉnh xuống và cái sóng chỉnh xuống thì chúng ta đang đi dò tìm lại đáy dò lại đáy các anh chị cái câu chuyện dò đáy thì ví dụ như khi về đến vùng 16 chúng ta có thể nhớ một tí để chúng ta mua một ít đây thôi đó hoặc là ví dụ như khi về đến cổ phiếu về đến khoảng vùng 14 7 đến vùng 15 ví dụ ở vùng này thì chúng ta cũng có thể nhóm tìm ở đây đấy gọi là những cái điểm dò đáy đó và những cái điểm dò đáy này thì chúng ta sẽ mua rất là ít nó mua từ từ thôi để chúng ta chờ khi cổ phiếu nó xoay chiều đó. nó có những cái tín hiệu xoay chiều và cái tín hiệu xoay chiều như thế nào thì mời các anh chị là đọc cái cuốn lý thuyết của Livermore nó sẽ chỉ cho các anh chị đó nó sẽ chỉ cho anh chị À, còn trong ngắn hạn thì như vậy là OI khả quan là sẽ về quanh vùng 12 Và về đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những cái đánh giá về mặt kỹ thuật ở đây Để chúng ta đánh giá xem là OI có khả năng xoay chiều ở đây hay không Nó có khả năng bật lại đây hay không Thì chúng ta cần phải đánh giá thêm à, POVK ở trong nhịp ngắn hạn ở đây thì chúng ta cũng đã có phân tích ở cái khúc trước này Và sau khi mà nó bị phá vỡ vùng 15 Phá vỡ vùng 15 là hỏng rồi Đấy, trong tuần trước thì cũng đã có nói đến cây nến kết tuần của của POVK là đã bị phá vỡ vùng 15 là như vậy là là, là hỏng rồi. Thì cái phá vỡ vùng 15 thì nó sẽ về đâu? Ờ, đâu đó nó sẽ về khoảng quanh biên 129 đến khoảng biên 133. Trong tuần thì có một cây nến nháy về quanh vùng 12 12.5 thì cơ bản đây các anh chị đây hỗ trợ này thì đây nó quay về đây là nó cũng hỗ trợ thôi thì um, tuần tới chúng ta sẽ có thêm uh, quanh vùng 12 năm để chúng ta đánh giá trong trường hợp nếu như POVK mà không giữ được vùng 12.5 thì căng đấy uh, nó lại tiếp tục nó hạ độ cao uh, tuy nhiên để để, để 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 chúng ta dò thêm các cái điểm hỗ trợ dưới thì hùng sẽ cần thêm cái cái dữ liệu kỹ thuật để đánh giá uh, cổ phiếu BSR đây cũng uh, khá là xấu và đối với BSR thì chúng ta cũng đã phân tích được một cái target uh, trong một cái sóng tăng là chúng ta phân tích lên được đến vùng 29 đến vùng 30 như vậy rất là tuyệt vời rồi trong tuần thì uh, BSR cũng chính thức bị phá vỡ vùng 25 và khi khi cái vùng 25 bị phá thì thôi xong uh, xong ở vùng 25 thì nó sẽ hạ về đâu nó sẽ hạ về vùng 23 vùng 23 bị phá thì nó sẽ về đâu nó sẽ hạ về vùng 20 và trong trường hợp trong tuần giao dịch mới vùng 20 bị phá thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 17.5 đó, thì cái không ai cản được hết á, nó cứ đi thôi, nó cứ đi xuống thôi. Đó. Không ai chống chống lại được cái xu hướng của nó như vậy cả. Khi vùng này bị phá thì đó, nó sẽ đi như vậy. ở à, thì uh, tuần tới chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về mặt kỹ thuật của BSR quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 đây anh chị. như vậy là nhóm p nhìn chung cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến ở trong cái tuần giao dịch mới và về cơ bản thì nó vẫn uh, xu hướng chủ đạo đang là chỉnh giảm thôi uh, bây giờ mình sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm banh nhóm banh thì uh, trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang uh, hùng cũng đang có một cái sự phân vân nhất định đấy là thị trường khi hồi thì nhóm nào sẽ hồi hồi đầu tiên thì khả năng là những cái mã cổ phiếu mà bị đạp mạnh trong thời gian vừa qua thôi thì nó sẽ hồi đầu tiên và banh cũng bị đạp mạnh khá là mạnh trong thời gian vừa qua nhóm ngành chứng khoán như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi dò tìm lại một số các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nhóm banh rồi à, đối với việc công banh thì ngày hôm nay cái sự tăng điểm của thị trường cũng góp phần rất lớn đến từ việc công banh trong tuần chúng ta còn nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 78 ở đây và các anh chị nhìn thấy đây ba cây Việt công banh đi loanh quanh ở quanh vùng 78 và cây kết tuần thì nó bị kéo khá, kéo tương đối là mạnh lực cầu phiên ngày hôm nay cũng khá đấy vụ 27 2 triệu 7 trên một phiên là cũng tương đối đấy và cái cái tầm tầm này là có khả năng là Việt công banh sẽ kéo tiếp rồi đấy, cứ đạt khoảng tầm 2 triệu là kéo rồi tuần tới thì Việt công anh sẽ chỉnh lại về quanh à, đẹp đẹp á, thì nó test ở mút 81 hoặc là vùng 80 và sau đó thì khả năng là nhịp này sẽ kéo hồi lên khoảng quanh vùng 86 đến khoảng vùng 87 MBB MBB thì đây trong tuần MBB cũng đã chỉnh về khoảng quanh vùng 29.3 à, trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn à, sau những cái phiên này đây là những cái phiên sát thương rất là mạnh các anh chị những cái phiên này là những cái phiên sát thương rất là mạnh và sau những viên sát thương rất mạnh đó thì nó cổ phiếu nó không dễ gì nó nó bật nó bật 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 lại được ngay đâu mạnh mẽ được ngay đâu nó là những cái sóng hồi những cái sóng hồi này thì khả năng là sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 31 31.5 và sau đó nó sẽ bị đạp lại đạp lại thì đạp về đâu ở khoảng quanh vùng 29.5 29.3 đây để nó test lại một cái mô hình v kép nhỏ nhỏ ở đây rồi chúng ta lúc đó thì chúng ta mới có thể đánh giá được xem xem là cái khả năng phục hồi tiếp theo và MB sẽ đi như nào ở uh, BIDV, BIDV tuần này cũng đã chỉnh cung về quanh vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. tám uh, nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì dòng tiền thì cũng đang chưa thực sự là khỏe nên là khả năng là sang tuần tới thì uh, bit nó sẽ có những cái điểm đi ngang ở trong một cái cái biên hẹp như vậy. Và sau một cái biên hẹp uh, quanh cái vùng 37.5 khoảng vùng 38 và chúng ta sẽ chờ thêm một cái lực cầu ví dụ như nó phải đánh khoảng tầm trên 5 6 triệu cổ phiếu trên một phiên thì nó cái 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 xu hướng của bidv nó sẽ tốt hơn à, cổ phiếu công thương ctg à, ngắn hạn thì như vậy là công thương cũng đã chỉnh hết toàn bộ đó bên này công thương có một cái sóng tăng đúng không? À, nhìn về mặt ý đồ là cũng được rồi đấy công thương bên này cũng có một cái sóng giảm xuống đây và nó giảm về đến tận đến thời điểm này như vậy là cũng rũ hết sạch cái sóng tăng ở trước đó nhìn về mặt ý đồ nhìn về mặt ý đồ tuần tới công thương sẽ có giao dịch quanh vùng 29, 29 và uh, khả năng thì cái biên 28 đến khoảng vùng 28.5 ở đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của công thương rồi đó và chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá còn đối với công thương muốn đánh được á, thì lực cầu nó phải duy trì tầm 16 triệu cổ phiếu trên một phiên cơ còn uh, như thế này thì nó chỉ mới gọi là khúc dạo thôi chưa chưa đánh được nó phải có những cái phiên giao dịch trung bình tầm 10, 16 triệu tầm tầm trên 16 triệu Uh, em Techcombank nó Techcombank thì đây Hạ độ cao từ 48 xuống 45 Phá vỡ 45 thì nó sẽ đi về 42 Đấy là quy luật vận động của cổ phiếu thôi uh, Đang có một nhịp hồi Tuy nhiên nhịp hồi này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục Chưa thực sự là thuyết phục Nên nó sẽ có những cái điểm trả lại Gáp của nó ở đây Khả năng tuần tới sẽ test lại quanh 43 Và sau hơn có thể vùng 42 Tức là tuần tới sẽ có những cái điểm test kỹ thuật như vậy Chúng ta sẽ đánh giá thêm Cổ phiếu HDbank Bank <laughs> nhìn về ý đồ như vậy là HD Bank cũng đã chỉnh uh, thủng vùng 27 thì về vùng 25 thủng vùng 25 sẽ đi về vùng 24 Uh, việc công uh, HD Bank có hai phiên giao dịch ở quanh vùng 24 bốn uh, Tuy nhiên cái lực uh, giao dịch như thế này nó cũng chưa thực sự là khởi sắc Chính vậy nên tuần tới chúng ta vẫn phải đánh giá thêm uh, Các cái tín hiệu giao dịch kỹ thuật của HD Bank ở quanh vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 <laughs> Cổ phiếu STB, STB ở đây có lực hồi, à, có lực hồi à, Tuy nhiên lực hồi này thì cũng chưa thực sự là khỏe STB phải đánh khoảng tầm trên 30 triệu cơ à, Nên là sang tuần tới STB khả năng sẽ có những cái điểm test lại ở Quanh vùng 28, ở vùng này tích lũy ổn định và lực cầu được bơm vào Thì như vậy là chúng ta sẽ có dự báo một cái sóng hồi của STB ở đây à, Cổ phiếu Liên Việt Postbank, Bank, Liên Việt Postbank Bank cũng Đã có một cái nhịp rơi tương đối là mạnh sau khi nó mất vùng 19 đó các anh chị nhìn thấy đấy mất cái vùng đệm 19 thì cái, 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 sự hoảng loạn của nhà đầu tư nó sẽ rất là lớn nó kinh khủng ba cây đạp rất mạnh và khi mà Liên Việt Quốc Banh thủng vùng 19 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về vùng 15 15.4 đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đang có một cái sóng hồi và sóng hồi này thì khả quan nó cũng chỉ đi được về khoảng quanh vùng 7.5 thôi đây là quan điểm với tôi cùng và sau khi mà nó về 7.5 thì nó sẽ quay trở lại test công kỹ thuật lại ở vùng 15 Đấy khoảng vùng 15 4 ở đây trong trường hợp nó bị thủng vùng 15 thì xu hướng nó sẽ bị đánh về vùng 3 bản Việt BBB BBB cũng như vậy BBB sau khi mà gãy vùng 19 thì nó sẽ đi về đâu ạ nó sẽ đi về 16.5 đến vùng 17 và gãy vùng này thì sẽ đi về vùng 14 ở trong tuần vừa qua thì nó chưa đi về được đến vùng 14, nhưng nhìn ở trên góc độ kỹ thuật như thế này đó thì tuần mới ít nhất là nó sẽ trả lại quanh vùng 15. Ờ, rồi sau đó thì nó có thể nó đi lừng khừng, nếu mà thị trường đẹp thì nó đi lừng khừng ở đây. Rồi sau đó nó mới có thể có một cái lực bật uh, bật bật tê lên ở đây được. Và sẽ thôi sẽ phải ấy thôi, phải chờ thêm tín hiệu thôi và đi đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích đến đó và chúng ta sẽ Uh, căn cứ các tín hiệu kỹ thuật ví dụ dòng tiền ở đây nó đánh lại khoảng uh, trên khoảng tầm độ 5 triệu đi 1, 2, 3 Đó thì lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu giải ngân mạnh mẽ hơn đối với mã cổ phiếu BBB để chúng ta chém một cái nhịp uh, ngăn ngắn nhỏ nhỏ ở đây Ok bây giờ mình sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu nhóm ảnh chứng khoán cho anh chị uh, Chúng ta có thêm những cái góc nhìn, những cái góc view Thì uh, cổ phiếu VCI, đó, đầu tiên chúng ta sẽ nói VCI À, thì uh, quay ngược lại để chúng ta nói rằng là cổ phiếu đầu cơ hay cổ phiếu penny ở uh, trong cái thời gian vừa qua nó tốt hay nó xấu. Thì uh, Hùng cũng báo cáo với các anh chị chúng ta có thể nhìn thấy đây. Uh, nếu như uh, chúng ta những anh chị em mà uh, đua VCI ở khoảng quanh vùng uh, bao nhiêu mà uh, 80 ở đây, 70 75 ở đây thì giữ đến tại thời điểm này thì như vậy VCI cũng mất 50% giá trị từ đỉnh của nó các anh chị. Đúng không ạ? Tức là cổ phiếu tốt, cổ phiếu tốt nó cũng đã bị mất đến 50% chúng ta đừng có nói đến cổ phiếu đầu cơ. OK. Còn đã chơi cổ phiếu đầu cơ thì phải xác định trần sàn nó là chuyện bình thường. Chúng ta có thể ăn 10 cây trần nhưng chúng ta cũng có thể ăn 10 cây sàn đối với hàng đầu cơ. Các anh chị lưu ý như vậy. Không có một cái 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 cái, cái lợi nhuận nào là mắc simum mà chúng ta rủi ro lại là min simum. Không có. Đó, lợi nhuận cao thì rủi ro lớn, lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp, đúng không ạ? không lợi nhuận thì khả năng cũng không rủi ro ví dụ vậy chúng ta để 10 triệu vào két sắt chúng ta để vào đấy thì 10 năm sau khả năng nó vẫn là 10 triệu đó ví dụ như thế à, còn chỉ có rủi ro là thằng trộm nó vào nó khiêng mất thôi thì thế là chúng ta mất 10 triệu thế còn ví dụ như 10 triệu mà muốn thành 100 triệu thì chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng 10 triệu thành 100 triệu mà chúng ta lại không có một tí rủi ro nào đi kèm cả không có đâu không anh chị đó đấy là quy luật của thị trường rồi quy luật của kinh doanh rồi đúng không ạ lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn và các anh chị phải chấp nhận cái điều đó và khi chúng ta đánh đến hàng đầu cơ thì chúng ta phải hiểu được như vậy và đây hàng cơ bản này các anh chị VCI từ vùng 80 về đến vùng 42 đó là cũng 50 phần trăm giá trị rồi đó, câu chuyện nó nằm ở chỗ đó chứ không phải chỉ mỗi hàng đầu cơ mới mất 50 phần trăm tỷ giá đâu hàng cơ bản cũng mất thì đối với VCI ở trong ngắn hạn chúng ta sẽ có ở quanh khoảng vùng 42 đây sẽ là vùng nó sẽ test uh, test cái mô hình nấm ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm đó, cổ phiếu SSI chúng ta xem SSI mất bao nhiêu phần trăm giá trị rồi các anh chị SSI ở vùng 55 và bây giờ là vùng 33 OK như vậy là cũng uh, coi như là cũng mất khoảng tầm 20 000 đồng trên một cổ phiếu như vậy là cũng trên 40 phần trăm rồi đó ví dụ như vậy chứ không phải là mỗi cổ phiếu cơ đầu cơ mới mất 40 phần trăm đâu cơ bản cũng mất đây này đó thì um, uh, SSI sau ở uh, uh, đúng rồi SSI SSI khi mà bị thủng vùng 38 thì chắc chắn là nó sẽ đi về đây ở trong ngân hàng thì cũng đang dự báo cái khả năng chỉnh công tích lũy nền của SSI quanh vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 cổ phiếu SHS SHS cũng như vậy đó SHS đỉnh của nó đây của chúng ta khoảng vùng 35 mà bây giờ vùng 20 đó, mất 15.000 đồng rồi đó, cũng gần năm suy soát 45 46 phần trăm rồi các anh chị đấy chứ có phải mỗi đầu cơ là mất đâu Nói chung là thị trường khi nó chỉnh thì nó nó ác liệt lắm thì đối với SSS trong ngắn hạn chúng ta sẽ có vùng 19 đến khoảng vùng 20 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu này ở trong trường hợp mà nó bởi vì hiện tại đường mac là chưa có cái dấu hiệu thu hồi tức là chưa có cái dấu hiệu mà bắt đầu đảo pha chính vậy nên về cơ bản tuần tới khả năng là nó sẽ đi ngang ở quanh vùng này trong trường hợp mà thị trường hồi phục thì cũng có thể tính toán một cái nhịp phục hồi T ở đây đó đối với cổ phiếu SHS thì các anh chị uh, chém cá uh, cổ phiếu MBS MBS chúng ta xem nào MBS mbs thì cũng khá là tốt rồi chạm vùng 30 có 3 phiên 4 phiên nói chung là được tầm 4 phiên ở quanh vùng 30 mà không thủng thì khả năng là uh, nó cũng đã có một cái sự tích cực nhất định nào ở đây rồi và có thể vùng uh, các anh chị mà đang cầm con này thì quanh vùng 29 năm đến khoảng vùng 30 có thể bắt một ít để chúng ta chờ đảo hàng T cộng uh, hồi phục lên được khoảng vùng 33 đến khoảng vùng 34 thì chúng ta bán ra uh, cổ phiếu CTS uh, ngắn hạn đúng không đó thì chúng ta đúng không ta cũng uh, CTS cũng mất 44 khoảng tầm 45 phần trăm thị giá từ vùng đỉnh 46 rồi uh, ngắn hạn thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây vùng 24.5 đến vùng khoảng vùng 25 và nó có phiên hồi uh, tuy nhiên phiên hồi này thì cứ bình tĩnh từ từ chưa chưa vội được đâu kiểu gì nó cũng quay lại bên này đó và nó quay lại bên này thì chúng ta sẽ ke kiếc ở đây bằng cách là ví dụ đấy. ví dụ như là về test lại bên này mà bỗng dưng nó có một cái lực cầu nó bắt ốm ùm mùng khoảng tầm độ trên 2 triệu rưỡi cổ phiếu một phiên đấy chẳng hạn ví dụ như thế hai năm một hai ba đó thì khi đó là chúng ta bắt đầu giải ngân được Bởi vì là gì ạ? Có dòng tiền tạo lập, có dòng tiền bắt đáy Có dòng tiền lớn vào đây rồi Thì khả năng là chúng ta sẽ bơi theo đó. À, Cổ phiếu BVS BVS cũng đã bị rơi tương đối là mạnh Sau khi mà BVS mất vùng 36 Ờ à, Cái câu chuyện đó Cổ phiếu đây chính là cây nến gọi là cây nến hủy diệt Nó đã phá vỡ cái tính cấu trúc của BVS ở Trong thời điểm ngắn hạn Thì đó, thông thường nó sẽ là như vậy. Khi mà thủng vùng đó thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đầu tiên nó sẽ đi về vùng 31. Đó. Rồi vùng 31 thủng thì nó sẽ đi về đâu? Khả năng ở đây 25,7 đó. Thì như vậy là trong tuần tới thì MBS này nó sẽ vùng 25 bảy đến khoảng vùng 26. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo. Đó. Uh, cổ phiếu VND VND nhìn chung VND trong giai đoạn vừa qua thì nó cũng đang tích cực hơn cả so với các mã cổ phiếu chứng khoán khác tức là nó vẫn đang nằm được trên một cái áp xem ở uh, trong tuần nó chạm vùng hỗ trợ cái tuần 30 30.5 và đây nó đang có một cái lực phục hồi tế cộng thì khả năng cái lực phục hồi này thì nó sẽ đi được về khoảng vùng 34 đến vùng 35 nếu thị trường tốt và về đến vùng này thì khả năng sẽ bị đạp tiếp. Cổ phiếu F FTS FTS có vùng kháng cự ở đây vùng 63.55, à, nhìn về mặt kỹ thuật là nó, nó có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì cũng đánh giá cũng không thực sự là mạnh. Nên là cái xu hướng về mặt à, ý đồ là tuần tới thì SS vẫn có thể đánh về quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46. đánh giá thêm cái hỗ trợ kỹ thuật của em này ở quanh vùng này. Ok thì à, nhóm ngành chứng khoán thì cũng sẽ view một số các mã cổ phiếu như vậy để cho các anh chị nắm được à, sơ sơ cái tình hình. À, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành thủy sản thì uh, thủy sản cũng có thể nói rằng là một cái hầm uh, trú ẩn uh, rất là an toàn cực kỳ an toàn trong cái giai đoạn vừa qua và nó gần như là một cái nhóm ngành mà nó đi ngược lại với thị trường chung ở uh, tuy nhiên uh, thì đến một cái giai đoạn nào đó thì cổ phiếu cũng sẽ bị chốt thôi nó không thể đi mãi được và đối với VHC thì cũng có đề cập đến cái vùng kháng cự 105 trên bản tin tuần và đến thời điểm bản tin tuần video số 122 thì chúng ta cũng chỉ nói đến vùng 105 à, chúng ta chưa nói đến các vùng hộ vùng vùng cao hơn và phiên ngày hôm nay là một phiên mà VHC bị chốt tương đối mạnh thì sau một phiên chốt mạnh này à, thì chúng ta sẽ phải cần tiếp một cái tín hiệu cái tuần tiếp theo để chúng ta đánh giá Ví dụ trong trường hợp nếu như sang tuần tới mà nó lại lấp lại lên vùng 100 cộng đó thì đó nó lại câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng nếu như nó không lấy lại được vùng 97 ở đây và tiếp tục có xuất hiện một cây nến đỏ đặc như cây nến này thì như vậy đấy là một cái một cái tín hiệu cũng có thể gọi là gần như kết thúc với VHC và chúng ta phải bằng lòng với việc là cái target của VHC đạt được đó là vùng 105. Ờ, tuần tới thì mình sẽ kiểm tra thêm ở quanh vùng 92 Trong trường hợp mà nó bị thủng thì sẽ có vùng 85 Nhưng khả năng cao sẽ là vùng 85 Đó và về đến đây rồi thì chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá ở ờ, Cổ phiếu CMX cũng gần như đạt được một cái target tuyệt đối Đó là vùng 27 trên 27 Rất nhiều anh chị em có hỏi là có mua thêm không Thì ông bảo thôi xin bình yên Đúng không ạ ờ, Thứ nhất là thị trường xấu Thứ hai nữa là mua gì ở trên này nữa lỡ may nó chốt cho cái thì đúng là vỡ vỡ alo luôn và đúng thật nó chốt thật đó, cái nến này nó chốt thật nó về đến vùng 27 nó đẩy luôn cây nến liền sau đó mất vùng 24.5 rồi tiếp theo và tiếp theo phiên ngày hôm nay thì đã đạp sàn tương đối là là tàn bạo rồi với việc đạp sàn như thế này thì tuần tới thì không có gì phải bàn cả quanh vùng 19 đến khoảng mùng 19.5 vùng này thì không có gì phải bàn cả những câu chuyện là vùng 19 có giữ được hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm trong trường hợp thủng 19 thì phải hạ độ cao xuống khoảng vùng 16 đến khoảng vùng à, vùng 17 đến khoảng vùng 17.5 đấy là cái 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 cái, vùng mà xem mới có thể quay quay trở lại anh chị Ở cổ phiếu ANV à, cũng như vậy ANV thì à, trong à, trong tuần chúng ta có đề cập đến vùng kháng cự 47 và cao hơn là vùng 52 còn hiện tại là chưa có xây cái target cao hơn trên vùng 52. Ở trong tuần thì nó lên được vùng 54. À, xin lỗi cả nhà lên được đến vùng 51. Đó, lên đến vùng 51 thì nó chỉnh cung. À, và với một cái lực bán uh, như trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta sẽ chờ thêm một cây nến để chúng ta xác nhận xem là cái vùng 41.5 này trong phiên giao dịch ngày thứ hai như thế nào. Nhưng với cái việc mà phiên ngày hôm nay thủy sản bị chốt mạnh như vậy thì cũng đang thiên về kịch bản là nó sẽ có thêm một hai cái chốt nữa. Đó, và thiên về kịch bản là uh, nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 39.3 đến khoảng quanh vùng 40. Ở vùng này thì sẽ uh, đánh giá thêm cái xu hướng của ANV. Uh, rồi, uh, bây giờ thì tiếp tục uh, đánh giá thêm cái nhóm ngành càng biển thì nhóm ngành càng biển cũng là một cái nhóm ngành mà có thể nói rằng trong uh, cái giai đoạn khủng hoảng vừa qua ở thị trường thì nó cũng đã có những cái nhịp hồi tê. Quan trọng nhất là nó có nhịp hồi tê để làm gì? Để chúng ta đảo được hàng. Đó. Cái cái vấn đề quan trọng nhất đó là hồi T cộng có thể hồi T1, T2 không cần đến T3 hồi được đến T2 là đã rất ok rồi bởi vì chúng ta đã có thể xử lý được từ T0 đến T1, T2 đó là chúng ta đã lướt được một phần hàng và chúng ta giảm được cái giá vốn đó vậy thì điều quan trọng nhất là thị trường chung chỉnh ok nhưng các cái mã cổ phiếu phải có các cái nhịp hồi tức là ok thị trường nó đừng có cắm đầu miệt mài như các cái tuần giao dịch vừa qua nó rất là khó ok ông có thể chỉnh ba phiên sau đó ông hồi cho tôi hai phiên, sau đó ông đạp một phiên thật tàn bạo để tôi có thêm những cái giá vốn tối ưu hơn. Đó và sau cái phiên đạp tàn bạo đó có thể đạp thêm một hai phiên, sau đó ông lại hồi lên cho tôi ba bốn phiên. Rồi ông lại đạp tiếp. Cái câu chuyện như vậy nếu như thị trường nó vận động như vậy có thể nó vẫn là một cái downtrend nhưng chúng ta có cơ hội để chúng ta đảo hàng. Còn gần như trong 3 tuần vừa qua chúng ta không có bất kỳ một cơ hội nào để chúng ta đảo hàng trong T0 hoặc T1. Đó, mong muốn trong T0 T1 khó chứ đừng có nói đến lên đến T2 T3. Đấy, lên được đến T3 là coi như hạnh phúc, miên man còn lên đến T0, có khi T0 là đã bị đạp rồi, sang mớm đầu của phiên giao dịch của ngày à, ngày gọi là phiên sáng của T1 là đã bị hỏng rồi. Đấy, câu chuyện nó khó đến mức như vậy. <laughs> à, thì GPS, GPS gần như cũng là tuyệt đối. Hiện tại chúng ta cũng đã có được ở uh, một cái target ở vùng 5859 và 60 đó chúng ta có được ba cái vùng giá này đó là vùng giá rất là cao của Jimenez và đây thì nó cũng đang uh, uh, gọi là lên rồi nó chỉnh này rồi lên rồi nó chỉnh vậy thì nhịp chỉnh này thì chúng ta lại cần thêm phiên giao dịch của ngày thứ hai ở trong trường hợp nếu như mà nó nó bị phá vỡ nó bị phá vỡ cái vùng 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 đây này à, uh, vùng 53 thì như vậy là nó sẽ đi về đâu ạ? sẽ đi về vùng 49 đến vùng 50 nhưng kịch bản ở trong thời điểm hiện tại thì khả năng cao là sẽ đi về vùng 49 đến khoảng vùng 50 VOS 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 cũng đã bị tăng tuần vừa qua. Hai vùng chỉnh cung kỹ thuật, vùng 18 thất bại và vùng chỉnh cung thứ hai đó là vùng 17.3 nó cũng bị thất bại ở phiên tiếp theo, tức là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Và khi những cái vùng uh, vùng hỗ trợ bị thất bại ở cao thì nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ thất bại ở vùng hỗ trợ thấp. ở ngắn hạn thì VOS sẽ đi về quanh vùng 15. 14 à đâu không phải 14.3 đến khoảng vùng 15. Đây sẽ là vùng uh, hỗ trợ. Uh, nó có nó có lực hồi. Tuy nhiên lực hồi này thì theo Hùng là chưa chưa có đạt được đâu, chưa chưa có bay được. Đó, nó sẽ có thêm những cái nhịp uh, long sọt ở quanh cái biên này trước khi mà nó có thể hình thành được một cái trend kỹ thuật, tức là một cái sóng hồi ở đây để chúng ta có thể lướt T+ cộng được với một cổ phiếu VOS. Uh, cổ phiếu VNA này rồi đối với cổ phiếu VNA thì gần như chúng ta cũng đã có được một cái target cũng gần như tuyệt đối 55 trên 55 ở trong tuần vừa qua thì đây cũng là một cái cây nến mà không biết là nến thật hay nến đều thì cũng không rõ nữa nhưng ít nhất là nó có vùng hỗ trợ vùng vùng 55 như vậy là chúng ta cũng có thể mua bán được ở đây hai cây nến này là hai cây nến suy yếu của VNA như vậy thì trên góc độ kỹ thuật tuần tới thì VNA sẽ test lại quanh vùng 45 thủng vùng 45 thì chúng ta sẽ phải đưa Uh, đưa 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 cái hỗ trợ của nó về đây tức là quanh vùng trăm uh, 3850 đến khoảng vùng 40 mươi uh, VSC VSC trong tuần thì chúng ta cũng đã có được một cái target nói chung là cơ bản là ổn đúng không? vùng 4849 uh, và thị trường khủng hoảng nhưng nó vẫn có một nhịp gì ạ một nhịp bật T ở đây uh, nó nó nó, nó tránh được cái sự rung lắc của thị trường như vậy là quá là hạnh phúc rồi và như vậy thì chúng ta có thể chốt bớt ở vùng này và vùng hỗ trợ đây này vùng 44.5 chúng ta có thể cánh gom thêm trên góc độ kỹ thuật thì nó như thế này là khó rồi đấy như thế này là khó rồi cũng không không ấy nữa đâu cái target năm hai này khả năng là khó rồi và như vậy chỉ có khoảng vùng bốn tám bốn thôi và tuần tới sẽ uh, xu hướng là sẽ test cung lại quanh vùng 44 mươi bốn đến khoảng vùng bốn bốn năm bỏ cái này đi đó tuần tới hà lan sẽ bây giờ, giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang nhóm ngành phân đạm và hóa chất thì nhóm phân đạm là cũng đã có một cái lực tăng quá là tốt rồi quá là tốt rồi các anh chị và như vậy thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng rất bằng lòng với việc là chúng ta đã phân tích quá là ok khi BFC đạt đỉnh ở khoảng vùng 48 trên 48 gần như ta quét tuyệt đối sau đó chỉnh cung thì chúng ta đã dò tìm lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh vùng 38 và có một cái lực hồi dự kiến khoảng quanh vùng 44 đó trong tuần là chạm vùng 44 này đó, chạm vùng 44 chỉnh cung này phiên ngày hôm nay thì nó lấp lại hết cái nỗ lực của phiên ngày hôm qua ngày thứ năm như vậy thì sang tuần tới BFC sẽ có thêm cái sự đánh giá về mặt kỹ thuật trong trường hợp nếu như có cây nến hủy diệt ở đây tức là cây nến nó phá vỡ vùng 36 thì các tài khoản đang cầm lưu ý nếu như chúng ta xác định ôm lại cổ phiếu thì khả quan là nó sẽ đi về khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 tức là nó tiếp tục hạ độ cao khi mà cái tín hiệu kỹ thuật này bị xuất hiện Ở cổ phiếu đạm cà mau cũng như vậy chúng ta cũng đã phân tích được một cái target quá là là ok rồi và trong cái nhịp sóng hồi này thì cũng dự báo là nó chỉ hồi về lại quanh vùng 45 thôi đó trong tuần thì nó lên được tận vùng 46 thôi nhưng mà vùng 45 và về đến vùng này thì khả năng là sẽ chỉnh cung đó và chỉnh cung thì nó chỉnh về đâu như vậy thì là ở đây à, tuần tới gọi là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 38.5 sẽ là vùng quyết định then chốt đối với cổ phiếu đạm Cà Mau trong trường hợp nếu xuất hiện một cây nến đỏ đặc mà phá vỡ vùng này là thôi xong thì chắc chắn nó sẽ hạ về vùng 36 Uh, đến về đến vùng 36 rồi mà nó không bật lại được Ví dụ như vậy và nó lại tiếp tục có một cái uh, Thân nến đỏ đặc kéo dài tiếp ở đây Thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ xấu Các anh chị lưu ý uh, Cổ phiếu Ls Đúng không ạ Chúng ta có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây Đâu đó đạt được khoảng vùng 20.5 Và khi đạt được đến vùng này thì dự báo là nó sẽ chỉnh cung thôi Các anh chị có thể xem lại bản tin tuần à, chỉnh thì chỉnh vào đâu thứ nhất là đầu tiên thì nó sẽ quay lại để nó test lại ở vùng 18 đó trong trường hợp thủng vùng 18 thì nó sẽ đi về vùng 16 thủng vùng 16 thì nó sẽ đi về vùng 14 thủng vùng 14 thì sẽ đi đâu Ok thủng vùng 14 thì nó sẽ đi xuống tiếp và chúng ta sẽ chờ để chúng ta phân tích tiếp các cái vùng tiếp theo nhưng khả năng là thùng vùng 14 thì có 11.5 đó như vậy là cổ phiếu nó vận động như vậy chúng ta không không chống lại được xu hướng đâu cổ phiếu CSV cũng đã có một cái hành trình quá là tốt rồi quá là tối ưu rồi và đâu đó thì chúng ta đã có được một cái target khoảng 65 trên 65 ở trong cái nhịp hồi phục gọi là trong các cái nhịp mà nó đánh đánh lên đánh xuống ở đây này thì cũng có tìm cho các anh chị ở vùng 52 đến vùng 53.5 đây là vùng chúng ta chém cá thì chúng ta có nhịp một chém được này nhịp hai chém cũng cơ bản là được T, T2 T3 rồi bây giờ thì nó thế này thì hỏng rồi đúng không ạ này các bạn hỏng cây nến này là một cây nến mà nó đang khá giống với cây nến này như vậy trong phiên giao dịch của ngày thứ hai có hay không một cây nến xanh ở đây để nó có thể lấp lại vùng 52 cộng thì như vậy là chúng ta có thể à, kỳ vọng cổ phiếu CSV còn phục hồi còn nếu như mà nó một cây nến đỏ đặc đạp dài xuống ở đây thì thôi CSV coi như cũng kết thúc kết thúc anh chị về 45 Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi Điểm qua một số các cái mã cổ phiếu Của nhóm ngành diệt may à, Thì diệt may trong bản tin tuần hùng cũng có dự báo một cái sóng hồi Tuy nhiên sóng hồi này không đạt được Cái kỳ vọng của chúng ta Sóng hồi này dự kiến là khoảng Quanh vùng 27 Nhưng mà lên được đâu đó Đến khoảng vùng 26 thì uh, Nó quay lại test Và uh, Nó Cái sự vận động của cổ phiếu Nó Cổ phiếu nào nó cũng giống nhau Các anh chị Đây là một cây nến hủy diệt Tức là sau khi khi mà nó hồi lên nó quay lại nó test vùng 24.2 Nó phá vỡ vùng 24.2 này là xong Coi như không còn cái gì để nói nữa Đó Thì vùng 24.2 mà bị phá thì chắc chắn về vùng 23 Ok Về vùng 23 mà bị phá thì về đâu? Thì đi về đây thôi Không có con đường nào khác 19.5 về vùng 20 Vậy thì 19.5 đến vùng 20 có tích lũy được không? Thì chúng ta sẽ chờ thêm để đánh giá Trong trường hợp mà thủng vùng 19.5 thì lại phải về 17.5 thôi và thủng vùng 17.5 thì về đâu đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng đây 17.5 không phải là đáy. Nó có thể về đến vùng 14.5. Ờ như vậy là gì? Như vậy là chúng ta không nên cố gắng dự đoán đâu ở đáy cả và chúng ta phải chờ tín hiệu kỹ thuật. Như vậy thì ở đây nó đang có một cái tín hiệu tích cực này, hai cây nến mà nó không thủng không thủng vùng 19.5 thì cũng có thể kỳ vọng rằng về đến đây lực lực rơi nó sẽ được kìm hãm trở lại và thị trường đi vào một cái cái quỹ đạo ổn định hơn thì có thể là nó sẽ có cái sự dập dìu và cái sự dập dìu ở đây nó sẽ thể hiện như thế nào tức là nó sẽ có những cái 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 kiểu như thế này nó long lên đúng không anh chị rồi nó lại đạp xuống rồi nó lại long lên nó đạp xuống và ví dụ như vậy nó đi một cái dao động tắt dần ở đây đó rồi sau đó nó có một cái tín hiệu nào đó để giúp cho chúng ta nhận diện là à lực cầu ở đây nó bắt để cổ phiếu bắt đầu phục hồi bên này còn trong trường hợp sau một cái nhịp dập dìu này mà tự dưng ông lại thẳng phát đỏ như này đỏ đặc như này thì là xong rồi là hỏng rồi đó ví dụ như vậy vậy thì vậy thì thì chúng ta phải gì ạ chúng ta phải liên tục theo dõi các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta dự báo rằng à với với cái tín hiệu à, như vậy thì cổ phiếu sẽ tốt lên hay là cổ phiếu xấu đi để chúng ta hình dung được rằng nếu chúng ta đang cầm cổ phiếu vậy thì khi cổ phiếu xấu đi thì nó sẽ xấu về đâu Ví dụ như vậy, ví dụ thủng vùng 19.5 thì sẽ về vùng 17.5. Như vậy là chúng ta phải chịu lỗ thêm bao nhiêu phần trăm nữa? Nếu chúng ta cầm lại. Đó, chúng ta phải luôn đặt ra những cái tình huống như vậy, không phải đến về đến để cổ phiếu về đến 17.5 thì lúc đó mới hoảng loạn, mới bảo thôi chết cha rồi, lỗ này, lỗ 40% rồi, lỗ 50% rồi, tôi phải làm như thế nào? thôi tôi bán, tôi cắt lỗ hay là là là, là tôi đi cướp ngân hàng hay là tôi đi vay đi mượn bạn bè vân vân vân. Chúng ta không được bị động. Trên thị trường chứng khoán chúng ta phải luôn chủ động mình nắm được thế chủ động thì chúng chúng ta sẽ thắng còn nếu mình không nắm được thế chủ động mình không nắm được cái xu hướng dự báo nó tốt thì nó tốt đến đâu nó xấu thì nó xấu đến đâu ví dụ như vậy thì chúng ta nắm được ở trong bàn tay ví dụ tôi đang cầm vgt đó thì giả sử như bây giờ đến thời điểm hiện tại à tôi sẽ bình tĩnh để tôi quan sát thêm ở vùng 19 chín năm, năm vùng 20 vùng này nếu như mà cổ phiếu không thủng đúng không và lực cầu bật ban bật trở lại đây đó và sau đó kết hợp với cái gì thị trường chung ổn định rồi sau đó kết hợp thêm một cái gì á à, chúng ta có thêm những cái lực cầu tốt hơn tối ưu hơn tức là ví dụ vgt nó xuất hiện những cái lực bắt á à, lực bắt cổ phiếu đâu đó khoảng tầm trên 6,5 triệu cổ phiếu lên một phiên sáu năm không không một hai ba đó thì lúc đó chúng ta sẽ à, giải ngân thêm để chúng ta chém cá. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu như trường hợp xấu cổ phiếu thủng 19.5 thì chúng ta có nắm lại cổ phiếu nữa hay không? Hay chúng ta bán đi cổ phiếu? Và nắm lại thì chúng ta còn phải chịu mức lỗ bao nhiêu? Chúng ta còn bao nhiêu tiền mặt ở trong tài khoản để khi cổ phiếu về 17.5, nếu như cổ phiếu tích lũy được ở vùng này thì chúng ta lại bắt thêm. Ví dụ như vậy, tất cả những cái đó đều phải nằm ở trong một cái bản kế hoạch. Nếu chúng ta đang nắm VGT đó ông nói sâu như vậy để các anh chị hình dung được chứ không phải là chúng ta cứ hời hà hời hợt nghe thằng bên cạnh nó nói một câu thằng uh, hàng xóm nó nói một câu rồi cuối cùng về mình chả biết là mình đang như thế nào á uh, rồi cuối cùng mình như một cái mớ bong bong đó đó và chúng ta không không hiểu được cái, cái nguyên lý vận hành và chúng ta không nắm được thế chủ động thì uh, chúng ta sẽ như một cái con rối ở trên thị trường á và chúng ta sẽ bị 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 bị, bị ăn thịt đó biết rồi còn bị ăn thịt tức là mình nắm được được cái cái cơ bản cái sự vận động của mình vẫn còn chết còn nếu như mình không nắm được thì mình sẽ chết một cách bị động còn chết một cách chủ động thì nó lại khác đó ví dụ chết cách chủ động là gì à ok tôi vẫn vui vẻ tôi nắm lại đó là cái cái chủ động còn nhiều người là không biết là vgt nó sẽ rơi về đến đâu ví dụ như vậy đấy thì đấy là cái sự bị động các anh chị cái sự chủ động bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn cái sự bị động thì đối với tng như vậy là tng có hướng lên cái target là 43 nhưng mà trong tuần vừa qua thì nó cũng chỉ lên được khoảng vùng 40 42 6 suy soát 43 và cây nến này là một cây nến mang cái tính chất nguy hiểm khi mà nó bị vỡ vùng 40 bởi vì sao bởi vì nếu để mà nó đi tiếp được thì nó không được phép vỡ vùng 40 hoặc là phiên 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 giao dịch của ngày thứ ba nó có thể vỡ vùng 40 nhưng đến phiên giao dịch của ngày thứ tư nó phải có một cây nến xanh đó, cây nến xanh này nó phải ôm lại được cái vùng 40 cộng thì lại ngon. Đó, ví dụ vậy. Ờ, à, tuy nhiên đến cây đến ngày ngày thứ tư ở đây các anh chị là cây nến hỏng. Đó. Và cây nến hỏng thì đây là hệ lụy thôi, nó là cái hệ lụy thôi. Phiên ngày hôm nay nó đã phá vỡ vùng 36.2 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 33.5. 33.5 mà bị phá thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về 31 31 mà bị phá thì nó sẽ đi về đâu? Đấy Giả sử như vậy nếu chúng ta ôm lại cổ phiếu thì nó sẽ đi về vùng 28 ví dụ như vậy vậy thì chúng ta lần lượt chúng ta cần đánh giá thêm những cái móc xích những cái tín hiệu kỹ thuật của 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 TNG tại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này để chúng ta đánh giá thêm trong trường hợp mà thủng hay là không thủng thì nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật để cho chúng ta theo dõi rồi bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel thì nhóm ngành Viettel cũng đã tăng tốt rồi các anh chị tăng quá tốt luôn trong cái giai đoạn khủng hoảng của thị trường và À, đối với nhóm ngành Viettel thì mới chỉ bị chốt Ở trong tuần giao dịch này thôi <laughs> Trong tuần trước nó vẫn giao dịch rất là tốt à, Thì đối với VGI Như vậy là chúng ta có Target 40 trên 40 thì không nói rồi Và chúng ta đang hướng hướng thêm một tí nữa Lên đến vùng 44 à, Tuy nhiên đây à, là những cái nến Mà nó đang có những cái dấu hiệu tín hiệu kỹ thuật Về mặt suy yếu Và về mặt chiến lược Là khi cổ phiếu VGI Mất vùng 40 là bán để giữ lãi không có lý do gì một cái cây nến mà nó suy yếu từ trên xuống cái này mà chúng ta lại cầm lại không có chắc chắn là không có thì uh, phía này thì với có rút chân lên tuy nhiên điểm rút chân này không 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 ổn các anh chị và uh, nhìn về mặt xu hướng thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm à, uh, uh, tích lũy ở quanh vùng quanh vùng 31.8 đến khoảng 32.3 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có phân tích một sóng lên ở bên này ở cổ phiếu CTR như vậy là CTR cũng đã đạt được đến một cái target đỉnh cao đó là vùng 120 trên 120 và đây đang là những cái tín hiệu kỹ thuật mà CTR đã bị chốt đấy các anh chị đó bị chốt đây là bị chốt rồi và khi em này bị thủng vùng 113 thì không có lý do gì để chúng ta giữ lại cổ phiếu cả đó, không có bất kể một lý do gì bởi vì sao bởi vì CTR chúng ta có phân tích một cái vùng uh, thấp ở dưới này vậy thì lên đến vùng này là vùng có lãi rồi và vùng có lãi rồi thì thì chúng ta phải bán thôi chúng ta giữ lãi thôi Uh, như vậy thì ngắn hạn là chúng ta sẽ uh, Tuần tới thì khả năng là em này sẽ quay về quay trở lại về quanh 101.5 uh, Cổ phiếu VTP cũng đã đạt được một cái target gần như cũng là tuyệt đối rồi Ở vùng 85 trên vùng 85 và Cái target 90 này thì chúng ta chưa nói đến bởi vì sao bởi vì khi về đến vùng 85 thì nó phải chỉnh cung Và các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 80 uh, nó phải không được thủng cơ nhưng mà bây giờ phiên uh, đây đang là những cái phiên mà đang có những cái dấu hiệu khả năng là khả quan là suy yếu về thời gian tuần tới nó sẽ có vùng 73.5 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 71.3 đến khoảng vùng 72 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà uh, chúng ta sẽ đánh giá thêm đối với mã cổ phiếu VTP <laughs> Ok ông sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu pen Ok các anh chị pen vẫn phân tích à pen từ từ phân tích uh, thêm cho các anh chị nhóm ngành y tế cổ phiếu SRA thì đối với SRA cũng đã bị chỉnh giảm tương đối là sâu và đến thời điểm hiện tại thì SRA cũng đang đi về đi về lại vùng 7.5 đến 7.7 và nó đang có hai cây nến xây ở đây thì như vậy là có thể kỳ vọng ở đây điểm này sẽ là cái điểm mà sẽ ke để có thể chém cá như vậy để chém cá được hay không thì tuần tới chúng ta sẽ có đánh giá thêm nhưng về trên góc độ kỹ thuật thì SRA nó cũng khả năng nó cũng sẽ có những cái nhịp long lên rồi hạ xuống ở đây đó sau những cái nhịp như vậy và chúng ta đánh giá thêm một cái lực cầu của dòng tiền nó khoảng tầm trên 1,4 triệu đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu đây thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá một cái lực hồi phục tề ở đây để chúng ta có thể uh, lướt chém cá Đấy, nhiệm vụ bây giờ là chém cá uh, cổ phiếu AMV cũng như vậy sau một giai đoạn đạp rất là mạnh thì hiện tại thì cũng đang uh, dò tìm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8.2 đến khoảng vùng 8.5 uh, sâu hơn ở vùng 8 Ờ, thì sang tuần tới khả năng là AMV nó cũng chưa chạy được đâu nó cũng sẽ có những cái điểm long lên sọt xuống ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này đó và chúng ta sẽ chờ đợi đến cái cái cái, cái lúc nào mà được đánh của dòng tiền nó vào, vào đạt khoảng tầm trên 2,5 triệu cổ phiếu trên phiên như vậy thì uh, AMV cũng uh, cơ bản là đánh được ở uh, nhịp này thì bắt lại AMV được rồi đó chúng ta yên tâm để chúng ta bắt ở cổ phiếu CVN à, lúc này cũng đã đạt được à, đến một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây cũng đang là tương đối mạnh rồi, ok anh chị. ở à, đó nó đã có hồi à, phục kỹ thuật từ vùng 7.3 lên 7.5 và trên cơ sở kỹ thuật thì tuần tới nó sẽ có thể test lại quanh vùng 8.2 à, điểm sâu hơn thì có thể là vùng 7.7 7. mấy đấy nha đâu đó ở đây này khoảng quanh ở uh, 7.5 7.6 gì đó đó thì đấy sẽ là những cái vùng mà chúng ta ke để chúng ta thu gom để chúng ta uh, kỳ vọng chúng ta đánh được một nhịp đảo hàng T ở đây uh, cổ phiếu VHE cũng hoàn toàn tương tự như vậy VHE ở đây thì cũng đã có chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 5.8 và đang có một cái lực phục hồi lên À, tuy nhiên thì nó tuần tới thì khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 6.2 Thậm chí là ở vùng 6, nói chung là nôm na vùng 5.8, vùng 6, vùng 6.2 Đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn Để chúng ta bắt uh, một cái nhịp uh, phục hồi T ở đây Đó, để chúng ta đảo hàng à, Trong cái giai đoạn vừa qua thì uh, Cần lắm, cần lắm những cái phiên giao dịch Nó chỉ cần hồi cho mình khoảng T2 đến T, T, T1 đến T2 là hạnh phúc lắm rồi Để chúng ta có thể đảo hàng được Mà nó không hồi cho đối với cổ phiếu DMC thì bật chạc tuần lên mà đánh đối với em này thì không vội vàng được. Nói chung là nhịp này thì sẽ gom một quanh vùng 56 57 58. À đây sẽ là vùng gom kỹ thuật và chúng ta sẽ chờ thêm. Đối với DMC khi nó đánh ấy thì cũng cũng khá là ok đấy. Cũng chúng ta đây này, nhịp này DMC đánh cũng có một nhịp tương đối là tương tất ấy. đấy. nhịp này thì Hùng Lê cũng đang kỳ vọng là sẽ gom góp được ở khoảng từ vùng 52. Nói chung là sẽ dày công, nói chung là để để mà gom được con này nó cũng khá là khó chứ không phải là một một vài phiên là gom được ngay đâu. ở nó đánh cũng rất là dị. Đó, có thể là vùng này, xong đó thì nó có thể đạp xuống quanh vùng 51 52 đây. Đó thì về đến vùng này chúng ta sẽ gom mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ chờ đánh một cái sóng sóng lên ở đây. DMC thì cứ từ từ bật chạc ngày lên à, chạc chạc tuần lên mà đánh. Nào, à, bây giờ thì đến anh tôi, anh quyết à, mọi người à, À, trước đây thì chúng ta thấy rằng là rất à, tất nhiên là cũng có nhiều trường phái à, có nhiều người thì chửi anh quyết còi à, có nhiều người thì tôn sùng anh quyết còi rồi có nhiều người thì à, à, giữ một cái trạng thái trung lập và với quan điểm của Hùng Lê đó là trung lập ông không có cũng không có vùi dập ai và cũng không có mắng ai và cũng không có xếp vào cái mã cổ phiếu nào mã kiểu tốt mã nào xấu cả à, đó và chúng ta cũng thấy rằng là họ cổ phiếu FLC nó cũng là một phần của thị trường và các anh chị cũng ngấm được và thấm được rằng từ khi anh quyết còi ra đi thì tài khoản của chúng ta âm bao nhiêu phần trăm mặc dù chúng ta không cầm cổ phiếu flc Tôi xin cam đoan với các anh chị là như vậy chúng ta cầm những cái mã cổ phiếu khác ví dụ như chúng ta cầm banh ví dụ như chúng ta cầm uh, cổ phiếu chứng khoán ví dụ như chúng ta cầm cổ phiếu bất động sản không phải là cổ phiếu của flc mà là của ông khác ví dụ như vậy thì thử xem lại xem là tài khoản của chúng ta là đi bao nhiêu phần trăm mặc dù chúng ta không cầm họ cổ phiếu flc đó như vậy là FLC nó cũng là một phần của thị trường, nó cũng là một cái giao dịch của thị trường. Đó, chứ chúng ta cũng không yêu nó, chúng ta cũng không ghét nó mà chúng ta sẽ phân tích trên những cái góc độ kỹ thuật uh, mà uh, cổ phiếu uh, đang có ví dụ như vậy. Uh, thì đối với FLC hiện tại dính án nên là nó sẽ khá là khó và cái câu chuyện là phải chờ đến khi nào mà cổ phiếu nó giao dịch uh, khả năng là sẽ có kết luận điều tra thì cái đó nó mới mới ổn được chứ còn ngắn hạn thì nó vẫn đang khá là phục phù phù. Ờ uh, hiện tại thì chúng ta có hỗ trợ 6 này. Uh, nói chung là vùng này thì khả năng là phục, phục hồi T cộng thôi. Sang thứ hai có thể bật thêm một tí nữa và sang thứ ba thì khả năng là sẽ bị đạp. Đó. Rốt thì ngày hôm nay cũng đã có lực bắt uh, ngắn hạn thì rốt có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng khoảng quanh 3.3 thì uh, quan trọng nhất là cung cầu nó phải giao dịch ổn định thì cái đó chúng ta sẽ uh, có thể phân tích được chứ còn nếu mà cứ một chiều đạp sàn như những cái phiên giao dịch trước đây thì rất là khó cổ phiếu AMD cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật 3.3 phiên này cũng có phiên tăng hình như tăng trần hay sao nhỉ đúng không? nhưng mà sau những cái phiên này thì nó cũng sẽ có những cái nhịp đạp lại đó để chúng ta có thêm những cái đánh giá về mặt khả năng về xây nền. cổ phiếu KLF có vùng hỗ trợ kỹ thuật 3.4 và khả năng trong ngắn hạn thì KLF sẽ đi ngang ở vùng qua 3.4 xây thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở đây trước khi mà nó có thể có một cái lực phục hồi thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Uh, cổ phiếu 2. 2 thì rơi khá là sâu rồi, 2 thì trong tuần vừa qua gần như nó rơi khá là sâu và uh, đến thời điểm hiện tại là 2 có vùng hỗ trợ kỹ thuật 3.15 các anh chị, 3.15 đó. Ok. Thì uh, chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 3.15. Cổ phiếu uh, HQC, chúng ta xem HQC. HQC như vậy là HQC cũng đã rơi, rơi rất là sâu ấy. Nhịp này là gần như HQC cũng đã bị nếu mà tính từ vùng 10 mà hôm nay năm, tức là cũng mất 50% tỷ giá giá trị nó cũng ngang với lại cổ phiếu VCI thôi. VCI rơi từ vùng 80 mà về đến vùng 42 thì cổ phiếu HQC rơi từ vùng 10.5 về đến vùng 5 đó. Đó xem xem nhau thôi. À, thì đối với HQC như vậy là phiên này hôm nay đã có một phiên bắt à, cũng tương đối là tương. À, tuy nhiên là nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất, chính vậy nên là sẽ tuần tới sẽ đánh giá thêm ở vùng 4.8 đến khoảng quanh vùng 5. Đấy. À, cổ phiếu OGC à, OGC thì à, như thế nào nhỉ? OGC đang có một cái lực bắt trở lại ở đây. À, về vùng 13.5, tuy nhiên lực bắt này thì khả năng là cũng chưa chưa đủ mạnh đâu. OGC sẽ có thêm cái thời gian để xây nền ở quanh vùng 12 cổ phiếu JVC JVC ở đoạn này là cũng khá khá rồi đấy JVC đạt về khoảng quanh vùng 6.2 đến khoảng vùng 6.5 đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi và kỳ vọng thì em này em sẽ bắt đầu đi răng cưa ở đây đi bừa đi, đi đi, gọi là đi đi xéo khoai ở đây sau cái giai đoạn xéo khoai này thì có một cái tín hiệu kỹ thuật nào đó để giúp cho hồng Lê nhận định một cái xu hướng kỹ thuật tốt hơn. DLG DLG chỉnh cũng hơi sâu nhỉ. Khả năng thì về mặt xu hướng như này thì DLG sẽ chỉnh về khoảng quanh 4. Nếu mà khả năng quanh 4. Quanh 4 thì mới ổn được. Ở tuần tới thì sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật của em này ở quanh vùng và em mới khả năng là đến vùng này thì cũng bắt đầu đi xeo khoai được rồi sau những cái nhịp đạp sàn như vậy đi xeo khoai ở cái vùng này và sau đó thì nó sẽ có tín hiệu kỹ thuật và chúng ta sẽ phân tích thêm TTF ở trong tuần vừa qua về vùng 11 11.3 có lực bật tuy nhiên lực bật này thì cũng chưa vội vàng được nó sẽ quay lại test nền ở đây test nền ổn định rồi khi đó lực cầu cung cầu quay trở lại ổn định thì lúc đó chúng ta mới đánh giá một cái nhịp sóng hồi kỹ thuật của nó ở đây cổ phiếu VHG VHG trong phiên ngày hôm nay suy soát tí nữa thì ăn được giá 4 láng quáng quá ờ, nhìn chung thì em này cũng đã đạp và đạp cũng tương đối sâu từ vùng 11 mà về đến vùng 4 như vậy là cũng mất hơn 50% trị giá rồi đúng không từ vùng đỉnh ờ, nhìn về mặt xu hướng thì rất là có thể kỳ vọng ở vùng này nó cũng sẽ đi theo kiểu xéo khoai ở đây đó, rồi uh, tích lũy cung cầu như thế nào đó và có một cái lực cầu uh, ổn định Và chúng ta có thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá về một cái xu hướng phục hồi của VHG ở đây Ok như vậy thì uh, cổ phiếu Hùng sẽ dừng lại danh mục tại đây và chúng ta sẽ uh, Bắt đầu uh, đi vào phần thứ hai đó là chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, Cái kịch bản uh, trong tuần vừa qua và sẽ có một vài cái xu hướng nhận định ở trong tuần tới Thế thì kết thúc tuần tuần từ ngày 18 đến ngày 22 thì ông Lê đã ra video số 122 Trong đó thì ông có đánh giá về cái khả năng kịch bản index sẽ chỉnh về ở Quanh vùng 1435 đến vùng 1440 điểm Và phái sinh thì phái sinh vào VN30 Phái sinh vào VN30 thì chúng ta đánh giá ở vùng 1460 đến khoảng vùng 1463 điểm Ở trên góc độ kỹ thuật tuần Uh, thì chúng ta nhìn thấy đây đúng không anh chị chúng ta sẽ nhìn đến vn30 đã thì đầu tiên là trong tuần vừa qua thì vn30 đã test về vùng 14 1480 và sau đó thì cái phiên giao dịch của ngày ngày thứ ba ngày thứ ba thì uh, uh, cái vùng 1460 đến vùng 1463 điểm của uh, vn30 chính thức bị phá vỡ uh, còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng nhìn thấy đây đó là nó đã test về vùng 1480 và cũng đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì chỉ số phái sinh cũng đã chính thức Uh, bị đánh mất. Uh, cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng ở đây là 1460 đến 1463. Còn đối với chỉ số VN-Index thì trong tuần Hùng có đề cập đến đầu tiên đó là uh, cái chỉ số này sẽ test về vùng uh, test về vùng đó, vùng 1450 và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm uh, cái vùng 1435 đến 1440 và khi cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này bị phá vỡ. Đó, khi vùng hỗ trợ kỹ thuật này trong phiên uh, trong phiên kết 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 phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này nó vùng 1435 440 đây nó vẫn giữ được Tuy nhiên kịch bản bắt đầu đến từ uh, những cái phút cuối của phiên giao dịch của ngày thứ ba và nó bắt đầu bị đánh mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này đó kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cũng có tiếp tục có một cái đánh giá uh, sơ bộ ngày 19 tháng 4 uh, thì uh, sau khi mà phái sinh nó đã bị mất các cái mốc hỗ trợ như thế này thì uh, Ông đánh giá rằng là thị trường của chúng ta hiện hữu một cái nhịp chỉnh về thị trường khá là xấu và nó đang giống với uh, giống với giống với cái nhịp của ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021. Và nếu kịch bản này lặp lại thì thị trường chung còn bị đạp rất sâu tức là tại thời điểm đó uh, kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba thì ông lê đã có dự báo những dự báo về khả năng đấy, đấy có thể về vùng 1350 đến vùng 1.360 điểm về vn30 và phá sinh có thể về vùng 1400 điểm vậy thì chúng ta sẽ lật lại cái lịch sử của của cái của cái cái nhịp chỉnh đó các anh chị cổ của một nhịp chỉnh đây thì ông sẽ view lại các anh chị đây thì ở cái nhịp chỉnh ngày mùng 5 tháng 7 của năm 2021 thì cái dáng dấp của cái 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 nhịp chỉnh này nó khá giống với nhịp chỉnh này. Như vậy thì khi cái kịch bản mà nhịp chỉnh này xảy ra thì thị trường của chúng ta sẽ bị còn giảm rất là sâu và chúng ta nhìn về index đó, ví dụ như vậy. Đây. Đó như này thì chúng đã có những cái dự báo là index của chúng ta có thể đi điểm sâu nhất của nó đang có được là vùng 1350 đến khoảng 1360 và phiên kết tuần phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì chính thức là index của chúng ta đã có những cái điểm test kỹ thuật rất là sâu đó và 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 tại thời điểm đó thì cũng đã uh, có những cái phân tích dự báo về khả năng uh, thị trường tiếp tiếp tục là phát đi những thông điệp xấu và trong phiên ngày mai tức là trong phiên giao dịch của ngày thứ tư uh, thì phái sinh uh, vn30 và phái sinh sẽ kiểm tra vùng đệm 1430 điểm và index sẽ kiểm tra ở vùng 1380 điểm trước khi phát đi những tín hiệu kỹ thuật tiếp theo như vậy thì tại thời điểm mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba thì ông đã có những cái phân tích dự báo về khả năng và VN30 của chúng ta sẽ đi về vùng 1430 điểm đấy các anh chị đó ở VN30 và phái sinh sẽ đi về vùng 1430 điểm thì các anh chị có thể nhìn thấy đây trong phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì bộ đôi chỉ số này đã quay về vùng 1430 điểm để test rồi đối với chỉ số phái sinh đấy các anh chị, thì các anh chị có thể nhìn ở đây vùng 1.130 điểm đây, đó nó đã đi về trong phiên giao dịch của ngày thứ tư, đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 19 là ngày ngày thứ ba là ngày 19, thì ngày thứ tư và ngày thứ năm đó thì chỉ số này đã đi về vùng 1.430 để test cung. Ở cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng là index của chúng ta sau cái phiên giao dịch của ngày 19 kết thúc phiên giao dịch ngày 19 là ở đây. Đó, bắt đầu phiên giao dịch ngày 19 ở đây. Thì ông cũng đã có dự báo về cái khả năng là index sẽ đi về vùng 1350 đến 1360. Ở đây là cái biên mà 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 dự báo cái kịch bản của mùng 5 tháng 7 21 uh, tái diễn thì như vậy index của chúng ta sẽ tiệm cận về những cái vùng hỗ trợ như vậy. Và trong tuần thì phiên giao dịch của ngày thứ năm và hôm nay là phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì index cũng đã về đến cái biên sâu nhất tức là ngày 19. Thì cũng đã có những đánh giá như vậy đó vậy thì về mặt kỹ thuật thì trong tuần vừa qua hôm nay chủ đạo là chúng ta đánh giá thị trường chung thôi chứ còn về cổ phiếu là gần như không có cái cơ hội để chúng ta đảo hàng trong t không hoặc t một nó rất là khó khăn rồi như vậy thì với kịch bản thị trường hiện tại như vậy thì chúng ta sẽ có những cái dự báo gì cho cái tuần giao dịch tiếp theo thì về cơ bản tuần giao dịch tiếp theo thì các anh chị chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện tại tất cả những cái mã cổ phiếu mà đã tăng tốt thì đã bị chốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong tuần tới một số các nhóm ngành trụ, nhóm ngành à blue vừa rồi trụ blue vừa rồi à, các cái nhóm ngành tăng tốt trong thời gian vừa qua, ví dụ phân đạm, à, hóa chất, cảng biển đó, rồi thủy sản dệt may tất cả những cái, cái 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 nhóm đã tăng tốt trong thời gian vừa qua thì khả năng lực chốt nó sẽ tiếp diễn sang phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba à, cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nhóm ngành bất động sản chưa sẵn sàng để có thể hòa nhịp lại với thị trường chưa sẵn sàng và nhìn chung thì nó vẫn đang bị 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 chới với và nó vẫn đang cần thêm thời gian để nó xây nền Cùng với đó thì chúng ta vừa mới phân tích xong nhóm P hiện tại cũng đang tương đối là xấu. Đó, nhóm thép thì cũng đang nằm ở góc độ tích lũy chỉnh giảm. Còn nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì cũng đã có những cái dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên những cái sự phục hồi đó, nó dòng tiền nó còn yếu lắm các anh chị ơi. Dòng tiền đấy nó chưa đánh được. Như vậy thì cái tuần giao dịch mới cũng là một cái tuần mà theo quan điểm kỹ thuật của Hùng Lê cũng đang khó khăn. Chưa ổn đâu, cũng đang khó khăn. Vậy thì cái sự khó khăn nó thể hiện như thế nào? Thì đối với chỉ số VN Index khả năng cao thì Index của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại ở vùng 1.350 đến khoảng vùng 1 3, 5, Thậm chí là Index có thể quay về lại vùng 1.325 điểm Theo quan điểm với tôi cùng như vậy, 1 3, 5, 2, 5 điểm Tức là nó sẽ có thêm 1 đến 2 nhịp rũ nữa tức là nó cho cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ chết hẳn luôn tức là chết một cách gọi là tức tưởi luôn đó bởi vì là sao bởi vì là đến thời điểm hiện tại thì đã chết rồi chết một nửa rồi nhưng mà nó nó chưa chết hẳn tức là gọi là lâm sàng có khi là đang hô hấp được nhưng mà để mà mà tạo lập người ta chơi đến cùng thì sẽ phải chết hẳn luôn đó là cái 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 cái, cái mục tiêu cuối cùng như vậy thì để đạt được cái mục tiêu cuối cùng đó thì thị trường nó sẽ còn thêm một đến hai nhịp rũ nữa nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị một cái kịch bản như vậy tất nhiên nếu như mà thị trường kéo luôn thì đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là tốt rồi không ai muốn thị trường nạp cả nhưng chúng ta vẫn phải phòng dư một kịch bản như vậy còn đối với chỉ số vn30 thì trên góc độ kỹ thuật là tuần tới nó sẽ test lại ở quanh vùng 1420 đó vn30 thậm chí cái điểm sâu hơn tức là nó nó bằng với cái target của khả năng là bằng với target của vùng của phiên mùng của cái nhịp mùng 5 tháng 7 năm 21 thì VN30 sẽ quay trở về vùng 1400 đến vùng 1405 điểm khoảng gan là như vậy và nó cũng hoàn toàn tương tự đối với chỉ số VN30 chỉ số VN30 F1M thì VN30 F1M là tuần tới thì khả năng vùng 1430 này thì đương nhiên nó sẽ test lại vùng 1430 nhưng mà theo quan điểm cuối thuật cùng nó sẽ sâu hơn ở quanh 1420 và từ vùng 1420 này thì sẽ đánh giá thêm đó, trong trường hợp mà nó thủng 1420 thì nó cũng sẽ có sự đồng pha với VN30 ở quanh vùng 1400 1405. Như vậy tuần tới nếu như kịch bản được gọi là tích cực thì cái nhịp rũ nó sẽ phải nhẹ nhàng một tí Còn nếu mà rũ sâu thì như vậy là chúng ta cũng khá là khó khăn Bởi vì trong thời điểm hiện tại chưa có một cái dấu hiệu nào để có thể khẳng định rằng Thị trường sẽ tạo đáy ở vùng 1350 đến mươi Chưa có Rất mong manh Thị trường của chúng ta hiện tại đang rất mong manh và chính cái sự mong manh như vậy nên là chúng ta vẫn phải uh, có cái sự phòng bị, vẫn phải có những cái sự đề phòng thêm ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo Và hiện tại tất cả các cái vị thế mua cổ phiếu thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ uh, tận dụng mua những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có ở trong tài khoản của chúng ta Để sau đó hàng T0, T1 hoặc là chúng ta tận dụng các cái nhịp long lên, sò xuống để chúng ta mua và chúng ta đảo hàng ở trong T0 còn các cái vị thế mà để chúng ta nắm giữ ở mặt lớn hơn về mặt kỹ thuật tức là lớn hơn T3 thì hiện tại đồng chưa có đánh giá và uh, chưa 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 có một cái sự kỳ vọng rõ ràng nhất định ở trong thời điểm hiện tại bởi vì với tín hiệu kết viên tuần như này thì thị trường tuần tới nó vẫn còn rất mong manh nó vẫn còn có những cái sự đổ vỡ đó mà chúng ta vẫn còn cần phải có cái sự đề phòng nhất định tại sao ông nói như vậy thì các anh chị có thể nhìn ở đây chúng ta sẽ nhìn đến Uh, chúng ta sẽ có thể nhìn lại đây đây các anh chị chúng ta nhìn đây ok thì các anh chị thấy rằng là sau một cái nhịp đạp của index đó nó rất là mạnh và index bắt đầu có những cái cây đúng không ạ có những cái cây ở đây này các anh chị có nhìn thấy không ạ và những cái cây này thì nó có một cái mút nến mút nến ở đây các anh chị đó, uh, chúng ta nhìn thấy có một cái mút nến ở đây này ok đó uh, cái mút nến ở đây là ông um sẽ ở đây là một hai bảy mươi ông sẽ để là một hai một hai bảy mươi đó các anh chị đây anh chị quan sát thêm uh, Chúng ta sẽ chọn cái màu tím mộng mơ đi Đó Ok các anh chị Đó Thì ở cái vùng 1270 này nó có ừ, cái Màu này nó hơi khó nhìn Chờ nó đây Rồi ok Và những cái mút nến này thì nó có những cây nến hồi Ok các anh chị Nó có những cây nến hồi Và sau khoảng 1 hai cây nến hồi thì nó Đây các anh chị Nó chơi một phát này nữa đó, Nó chơi một phát này nữa Sọc sâu, đó, thọc sâu, thọc sâu thì đây cũng như vậy đây là nó đang có hai cây mút nến rồi thì như vậy là chúng ta cũng đã có tìm ra được cái vùng 1350 đấy rồi tuy nhiên để đánh giá cái vùng 1350 này nó vẫn đang còn mong manh lắm anh chị đó vậy thì đó các anh chị có thể nhìn đây vậy thì từ mút nến này nó vẫn chơi một quả nữa đâu đó âm khoảng bao nhiêu điểm nữa thì các anh chị bê cây nến này lên đây đó bê lên đây thì có khi là đấy nó quanh vùng 1325 đó nên là Uh, nhẹ nhẹ thì quanh vùng ban đấy đây là à, đúng rồi đây đây này kết phiên ở đây đúng rồi đó 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 vậy thì uh, vẫn phải phòng trừ một hai trường hợp tức là nó có một cái nến hồi nhẹ ở đây đó rồi nó chơi một phát nữa đó nó chơi một phát nữa sau 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 và phát này coi như là hết sạch rồi bắt đầu bên này mới thành chữ v ở đây và bắt đầu kéo sốc luôn kéo thành một cái hình chữ v ở đây đó như mọi người đang Uh, bảo là thôi nhịp này kéo về vùng 1800 nghe kinh. Đó. Ví dụ như vậy, đấy thì là đấy là một cái cách mà tạo lập và chúng ta vẫn phải uh, đề phòng cái kịch bản này và và phải đề phòng rất sâu, rất sâu cái cái tình huống này. Còn đương nhiên nó kéo luôn thì đấy là happy rồi, nó không có không có cái vấn đề gì chúng ta phải nói nữa. Nhưng trong trường hợp là kéo giả và đạp đạp thật rồi sau đó mới kéo thật, đấy. Thì đạp thật là gì? Tức là cái nhịp đạp này gần như là cái nhịp đạp kết thúc đó ở nhịp đạp này thì đã gần như là chết lâm sàng rồi còn nhịp đạp này là thôi coi như chết hẳn luôn đó ví dụ thế thì đấy là cái cách mà tạo lập có thể hướng đến ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo thì các anh chị em của chúng ta lưu tâm ok bản tin tuần này đến đây là hết vòng lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo